Amen. Cha ơi, chúng con chúc tụng cảm ơn cha. Giờ đây chúng con đến với cha đây. Nguyện tình thánh linh tình yêu của cha, nơi Chúa Jesus Christ đứng đã chết và sống lại cho chúng con. Nguyện Ngài soạn tấm lòng chúng con, để chúng con có tấm lòng thật thà để đến với cha, để tỏ bày với cha hết tất cả những ý nguyện tâm tư của chúng con với trước mặt cha. Còn những gì thiếu sót, còn những gì cần phải học, còn những gì sự dạy dỗ của cha, xin cho chúng con được mềm lòng, được tiếp nhận, những sự dạy dỗ của cha và mặc lấy tâm tình của Chúa Jesus Christ. Như Chúa Jesus Christ đã vâng lời cha thế nào, thì cho chúng con có tấm lòng đơn sơ, hiền lành, khiêm nhường, tiết độ, để chúng con cũng biết vâng lời Chúa. Xin Chúa Ngài đặt để hết tấm lòng của chúng con đến với Ngài. Như trong giờ phút thờ phượng này, chúng con cảm tạ trước tụng ngợi khen cha trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Con thánh thao chính Ngài, hỡi cha. Con thánh thao chính Ngài, hỡi Giê-xu. Con khát khao sự chạm Ngài, hỡi Thánh Linh xin đến. Con khát khao gặp mặt Ngài, hỡi Cha. Con khát khao sự ngực Ngài, hỡi Giê-xu. Con khát khao chỉ ngập Ngài, hỡi Thánh Linh của con. Ô tình Chúa như dòng suối tươi mát tâm linh con. Ô tình Cha như đại dương dạt dào sóng vỗ. Ô tình Chúa như bầu trời rạng rỡ ánh ban mai. Ô tình Cha như dòng suối trong lòng con. Cha yêu hỡi, con yêu Cha. Thánh Linh hỡi, con yêu Ngài. Giê-xu ơi, con yêu Giê-xu bằng tất cả trái tim. Cha yêu hỡi, con yêu Cha. Thánh Linh hỡi, con yêu Ngài. Giê-xu ơi, con yêu Giê-xu bằng tất cả tình yêu. Con khát khao chính mình Ngài, hỡi Cha. Con khát khao tình Ngài, hỡi Giê-xu. Con khát khao rửa sạch Ngài, hỡi Thánh Linh xin đến. Con khát khao gặp mặt Ngài, hỡi Cha. Con khát khao rửa ngực Ngài, hỡi Giê-xu. Con khát khao chìm ngập Ngài, hỡi Thánh Linh của con. Ô tình Chúa như dòng suối tươi mát tâm linh con. Ô tình Cha như đại dương dạt dào sóng vỗ. Ô tình Chúa như bầu trời rạng rỡ ánh ban mai. Ô tình Chúa như dòng thác cuồn cuộn trong lòng con. Cha yêu ơi, con yêu Cha. Thánh Linh hỡi, con yêu Ngài. Giê-xu ơi, con yêu Giê-xu bằng tất cả trái tim. Cha yêu ơi, con yêu Cha. Thánh Linh hỡi, con yêu Ngài. Giê-xu ơi, con yêu Giê-xu bằng tất cả tình yêu. Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con, để con không xa Ngài. Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con để con say mê Ngài. Bước con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Bước con vươn lên khỏi nghi ngờ và sâu não. Rồi con sẽ hát
chúng ta ngợi khen danh Chúa. Thiên thần linh quyền tạm bảo tâm con Chúa ơi, chạm lòng con Chúa ngay giờ này, chạm lòng con để con không tạm ai, chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con say mê ngài, vâng con vươn lên coi chôn tôi trong tuyệt vọng, vâng con vươn lên coi nghi ngờ và sâu não, thì con sẽ hát chúc ta ngợi khen danh Chúa. Thiên thần linh đến chạm vào tâm con Chúa ơi, vâng con vươn lên coi chôn tôi tâm tuyệt vọng, vâng con vươn lên coi nghi ngờ và sâu não, rồi con sẽ hát chúc ta ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào tâm con Chúa ơi. Amen. Bắt đầu đọc đi em. Thủy ơi. Dạ dạ dạ. Rồi. Đọc bài. Bên nay con chưa chúc lành cho con. Đi lên cùng đi. Đọc bài rồi. Ok. Rồi đi lên cùng. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và sắc yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục. Nếu có một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng hãy tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của nguyện xin đó Hương ơi. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đạo hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh bá thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát ngợi khen Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm thảm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm một mọi điều nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Cha. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Qua phân đoạn lời Chúa thư gửi cho dân thánh của Colosse Macedon, Paulo viết ngày hôm nay Chúa cũng dạy dỗ anh chị em của mình cũng như chính bản thân em, mà Ngài đã khẳng định rằng chúng ta là những kẻ mà được Đức Chúa Trời chọn lựa, lựa chọn để mà thánh hiến cho Ngài. Thì đã được lựa chọn mà thánh hiến thì của thánh để mà được dâng hiến cho Ngài, thì
là trở nên trong suốt. Anh chị em mình đang ở trên con đường này, đường đang được Ngài biệt riêng nên thánh, trở nên Ngài. Thì sự sống thánh này là không phải theo cái tiêu chuẩn của một giáo hội nào, hay một của tôn giáo nào, hay là của ý định của mình tự lập nên, nhưng mà theo tiêu chuẩn của Chúa, là mặc lấy sự tâm tình của Ngài, mặc lấy bản chất của Ngài. Bản chất của Ngài là hay thương xót, hay nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục. Chúa đang cũng cho anh chị em mình cũng đang trong sự tập tành những cái phong tục tập quán này, để khi vào nước vương quốc của Ngài thì mình làm việc mình cũng phải có những cái bản tính này, để mình không cũng không mình có lòng thương xót. Chứ còn nếu mà mình vẫn còn cái không có sự thương xót thì mình không, như thầy giáo nói, không thể cầu thay được. Không có sự thương xót thì mình sẽ gọi là thiên vị, mình thích người này và mình ghét người kia. Nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhịn nhau và tha thứ nhau. Trong vòng anh em mình cũng như những người lân cận của mình có những cái điều gì mà phải trách móc, phải phàn than phiền người này người kia, hay là chính bản thân mình, thì mình cũng có sự nhịn nhục mà mặc lấy tâm tình của Chúa mà biết chịu đựng, chứ không phải cái nỗi cơn điên lên để mà dập qua để dập lại cho te tua. Nhưng chính vì Chúa đã nhịn nhục và tha thứ mình, và Ngài đã có những cái sự đối xử của mình như thế nào, thì chính mình cũng phải mặc lấy Chúa để nhìn thấy sự đối xử của Chúa thế nào trên mình, thì mình cũng phải lấy cái điều đó để mà biết đối xử với nhau như vậy. Cảm ơn Chúa khi được tình yêu và lẽ thật, thật sự mình có điều này. Không thể nói là không có, tại vì lời của Chúa rất là mạnh. Khi Ngài chạm một cái là nó đau đớn. Nếu mà có những cái con người mà thật sự xấu nhất luôn, và chính em cũng đã có những cái tính xấu rất là nóng nảy và bợp chợt, nếu mà không vừa lòng là em dớt liền ngay tại chỗ, không bao giờ nhịn nhục được đâu. Và nhất đặc biệt nhất là cái người phối khẩu của mình, mà nếu mà có chuyện gì thì em không có làm hòa trước đâu, em để vậy luôn, chứ không phải lấy làm vui cho. Nhưng mà giờ đây được ở trong Chúa, được kính sợ Chúa và mặc lấy tâm tình của Chúa, thì thấy người đối phương của mình không cảm thấy vui là mình phải tìm cách để cho họ vui rồi, để cho họ sống vui, và làm mọi cách để mà nó có sự hòa khí với nhau trong tình yêu thương. Bởi vì lòng kính sợ Chúa, chứ nếu mà mình không biết hạ mình mà không kính sợ Chúa thì mình chẳng thèm phải làm những cái điều đó. Nhiều khi cái con người cũ nó cứ giằng co đó, thì mình phải có sự tách bóc, là mình phải trong danh Chúa mình chà nát, mình nguyền rủa nó ghê gớm, mình phải đạp nó ra chỗ khác, để cho nó không có cái sự gieo vào trong tâm trí mình là tại sao mình phải làm như vậy, tại sao phải vất vả làm như vậy, tại sao. Vì chỉ nói cho nó biết rằng là sự kính sợ của Chúa là nuốt những cái sự mà đầy nghén như vậy. Nhưng trên hết mọi sự phải mặc lấy lòng yêu thương. Đúng là chỉ đơn giản là chỉ lấy tình yêu thương mà bao phủ thì tự nhiên thấy vui vẻ lại. Tại nói chung hôm bữa thứ hai với thứ ba thì biệt riêng cho Chúa thì rất là khoai, rất là thanh lặng á, thì cũng nấu nướng cho chồng cho con ăn, chứ không có. Thì thấy ông chồng ông nói ủa sao mới đây vợ mình nó có hai ngày nữa nó im, nó không nói chuyện gì hết, nhưng mà vẫn vui vẻ, vẫn cười nhưng mà không nói chuyện. Xong rồi đi vô chui vô phòng thôi để lo cho con bé nó ngủ, rồi bắt đầu ôm kinh thánh hay là ôm cái laptop để mà ghi chép, thì thấy ngộ quá.
Xong rồi cái anh nói là rồi 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 chắc trong cái giai đoạn là tình tình chơi tình vợ giống như hồi xưa ở trong Babylon cũng hay rất là bận bịu trong cái việc mà phục vụ hầu việc công việc của tôn giáo đó. Cho nên anh rất là bực bội và ghen tuông với điều đó. Thì mà cái anh thấy vậy anh cũng không được vui. Thì hôm qua hồi sáng nay chứ cũng giải bày với anh đôi chút thì hiểu rồi, thì anh chàng tay vui vẻ và nấu nướng cho ăn uống dọn dẹp. Thì mình thấy rằng là mình phải khôn khéo, và chú cũng thấy rằng để tới ví dụ để biết nói và giải bày cho anh thì vui vẻ lại. Thì chính mình bình an thì mình mới truyền cái sự bình an đó cho cái người đối phương của mình. Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị lòng anh em. Chú cai trị tấm lòng vì nguồn sự sống từ nơi tấm lòng mà ra. Nguyện Chúa ngài cai trị tấm lòng của mỗi người chúng con và con luôn luôn nằm ở bên trong là bình an mà anh em đã được gọi đến để đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, lời của sự khôn ngoan, tình yêu và lẽ thật. Giống như mình vừa mới học cái bài mà cầu nguyện và xây dựng trên lời lẽ thật đó, trên lời của Chúa. Lời phải được đầy dẫy trong lòng và lời đó đâm sâu và vững rễ và như hình như bóng, và bắt đầu khi mình sống với cái gì thì nó sẽ ra điều đó. Mình tiếp cận với ai thì cái mình sẽ lay cái bản chất của cái lẽ thật đó khi đi ra ngoài bên trên đời sống của mình. Và anh em sẽ được dư dật mọi sự khôn ngoan khi mà lời của Đấng Christ ở bên trong mà được dày được đặt rồi và được đâm rễ sâu, thì lời của Đấng Christ là lời của sự khôn ngoan, thì phát xuất ra những hành động và lời nói trong sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn ngài nên hãy hết lòng mà hát khen Đức Chúa Trời. Thì dù là bất cứ điều gì, mình đừng có để cho tâm trí mình bị trống rỗng. Có thể nấu ăn, rửa chén, dạy dỗ con cái, cho con cái ăn uống, hay là mình đang làm một cái gì đó thì tâm trí mình cũng vẫn nghĩ tới một câu lời Chúa nào đó, để mình dựa vào câu lời Chúa đó mình cầu nguyện trong âm thầm, trong tâm trí của mình. Còn nếu không thì mình sẽ nghe mấy bài giảng, còn không thì mình sẽ nghe thánh ca, thánh vịnh. Chứ hồi xưa thì mình nghe những cái bài hát về tình yêu, về cuộc đời tôi cô đơn, những mấy cái bài nghe nó rất là sầu não, thì nó cứ nhập trong, nó cũng nhập trong lòng mình, nhập thể ở bên trong, thì bắt đầu là nó cứ lơ lơ lửng lửng cái gì đâu. Nhưng mà giờ thì mình không có để cho cái tâm trí của mình nó rất là hư không như vậy. Mình lấy ra hết tất cả những cái gì mà gọi là ô uế, thì mình đang ở trong sự sáng, thì lúc nào mình cũng tìm mọi cách bận rộn cái tâm trí, tấm lòng của mình phải bận rộn và tiếp cận với sự sáng. Luôn có những cái niềm vui, hoặc là đang làm việc thì mình vẫn có thể hát những cái bài hát mà mình biết để mình ca ngợi Chúa. Mình không có, nhiều khi đi bước chân vô cái chợ Việt Nam nó mở mấy cái nhạc Việt Nam, mấy nhạc tình yêu vậy thôi, mà tự nhiên cái nó đi theo mình về tới nhà. Ở đâu cái tự nhiên mình bật lên cái mình hát cái bài hát ở đâu, ở trong chợ mình rõ ràng mình không để ý cái bài hát đó mà ở đâu nó lọt vô. Là mình phải biết rằng là dẹp nó ngay, mình phải nói cái tâm trí của mình là cấm nó ngay cái điều đó. Mình bỏ cái tư tưởng đó ra, công nhận nó bám về tới nhà.
rõ ràng là bài hát nó có đời nào mà hát nó tự nhiên đâu nó bám về tới nhà luôn, cái đang rửa chén tự nhiên cái hát cái câu đó lên cái nó ùa kỳ. Xong rồi mình phải nghĩ lại cái tâm trí của mình là mình không được làm, nên làm như vậy bằng đủ mọi cách, nhìn mọi sự xung quanh để mà mình lấp đầy Chúa ở bên trong mình, mình không có để trống. Mặc dù anh em nói hãy làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ mà làm mọi điều, mà nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Cha là Đức Chúa Cha của mình. Amen. Dù ăn dù uống dù làm bất cứ gì cũng nhân danh Chúa Jesus Christ mặc như ăn cảm tạ Cha. Vì tất cả muôn loài muôn vật, tất cả mọi sự Ngài được dựng nên bởi Ngài, trong Ngài, qua Ngài và tất cả vì Ngài. Mà biết cảm ơn Cha trong Chúa Jesus Christ về mọi nhu cầu, về mọi sự. Cảm ơn Chúa hôm nay mình cầu nguyện cho các nhu cầu, các anh chị có nhu cầu gì để mà anh chị em mình cùng hiệp một với nhau để cầu thay cho nhau không? Hello. Tôi chung cô chị có nhu cầu gì không? Có chứ. Nhu cầu gì á thầy giáo? Chị thì vẫn cầu nguyện cho các con cái nhận biết Chúa để mà đập nát cái ba cái gòn đi. Chị ơi bao lên chị Hương. Chị Hương. Chị Hương không có nói to được, chắc chị Hương đang ru đàn ngủ đó, thầy giáo ạ. Dạ giống như em và tôi em bé đó. Nói to cái bắt đầu ngồi dậy là đi vòng vòng là phải khổ lắm. Em bé đang ngủ không? Hôm nay chưa có ngủ nổi, nó cứ ngồi nó đứng lên nãy giờ mấy chục lần. Ừ. Không nghe rõ, anh em nghe cho chị Hương nói đi. Em nghe. Dạ, mình cầu nguyện cho con cái tiếp tục thôi chị Hương ha. Dạ, bên vậy cho dạ. Bên tiếp tục chưa sẵn sàng bên chị Hương. Cầu nguyện cho giấy tờ của Mercy of God nó go through của em thì. Dạ. 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 Thầy à. Thầy cầu nguyện cho sứ vụ cầu nguyện cho mình vấn đề về giấy tờ thôi, để ông luật sư kia ông sắp xếp thời gian chứ ông đợi ông lâu quá để ông đi cùng được. Ông luật sư sao thầy? Ông sắp xếp được thời gian đó. Ừ. Chứ thầy chưa gặp giáo sư, chưa gặp luật sư hả? Luật sư gặp rồi ông ấy chưa đi được đấy, để cũng phải cùng ông đi đến đại sứ quán. À, cùng ông để đi đại sứ quán. Đã bàn ông từ đầu năm rồi, bây giờ là tháng rưỡi rồi, ông vẫn chưa sắp xếp. Thầy gọi lại ông chưa? Gọi rồi, ông đang bận rồi. Người Việt hả thầy? Không, người Tây, người U. Lần này đến cùng người bản xứ mà. Để mang đơn đến đây. Người bản xứ viết. Để người bản xứ viết. Cộng với thư của mình nữa. Cộng với đơn của bản xứ viết nữa. Yeah. Để mà tác động lên đại sứ quán. Dạ. Ừ. Ý ơi. À mà em thì cũng dạ. Giống có Hương gia đình để vào thời kỳ biệt chân với Chúa. Tạ Chúa hồi hộp được biệt riêng với Chúa hồi hộp. Tạ Chúa. Cậu nêu tức là chủ quán, chủ nhà nữa.
tại bà đợi tí lắm, tại chủ nhà bà này hơi bà một sư bà, cũng thỏa thuận bà nhưng mà hơi hơi bị control quá. Các điều khoản của bà ấy viết hợp đồng đấy, trong đó điều khoản là không cho một người nào vào đây cả, tôi không được mời một khách nào hết. Dạ, cầu nguyện xin Chúa ngài mở lối cho mình để đi, xin cha chọn chọn cho mình cái nơi mà chính cha đã ấy cho mình, chứ mình cũng chẳng lệ thuộc vào bất cứ một con người nào như vậy hết, chẳng có gì ràng buộc mình. Mà cái cô này như nó bị dướng từ ở bên Singapore qua tới bên này, em thấy nó cũng không có hơi bị control, kiểm soát quá, kiểm soát quá thì dạ kiểm soát quá, thậm chí là có chuyện là thí dụ có chuyện gì mình làm ở đây đấy mà hàng xóm họ mách mà. Hàng xóm họ biết, tức hàng xóm như là chỉ điểm ấy là biết hết, thì là gì ai đến đây chẳng hạn, nếu mà ai có đến thì biết hết, để xe đến nhà thế nào các thứ, là họ nhắn tin và lại biết lại. Nên là muốn cái nhà khác, muốn thuê cái nhà khác ở gần gần hội thánh luôn, đi cho dễ, cho nhanh, đỡ mất thời gian. Đấy thôi. Chứ những nhu cầu cần dùng thuốc thang. Tất nhiên cái chuyện mà mình chịu đựng qua cái chịu đựng được cái người đấy, người chủ nhà, tạ ơn Chúa, họ chịu mình biết là mình chịu họ, họ chịu mình, hai bên là nhìn nhờ nhịn nhau mà, mình không phản làm chuyện đấy. Hôm nay đọc kinh thánh đấy, không phải là chuyện đấy, muốn ước mơ muốn muốn mình như vậy thôi, muốn gần gần đội thánh hơn. Nhưng mà chỗ đó là gần hội thánh hả? Chỗ này nó không gần đội thánh lắm, nó cách hội thánh khoảng độ gần chục cây số đấy, nhưng mà nó lại ở cái đường mà nếu mà tắc đường ấy cũng hơi lâu, bởi vì cái đường chỉ có một làn xe thôi. Và đi tới luôn là cũng bất tiện á, là kẹt xe nhiều quá. Ờ, nếu mà cái lúc mà tắt đường ấy là tại là nó đã ở bởi vì là vậy là mình, nếu mà mình phân tích như vậy là mình thấy không thuận tiện, là chắc mình phải ấy rồi thầy ạ, mình phải mua đi sớm thôi, thà chịu mất thêm chút xíu mà mình cho nó thuận tiện với công việc của mình đó. Để xây cái nhà gần hội thánh hơn thì có khách đến được, ví dụ những anh em trong hội thánh họ đến thăm chẳng hạn đấy, mục sư đến thăm thì nó thoải mái. Chứ bây giờ khách mà có đến đây mình cứ như giấu giấu giếm giếm như chẳng ra cái gì cả. Ví dụ như mục sư Ruslan ông đến đây chẳng hạn này, giữa thứ năm hàng tuần đấy, ông đến đây để ông làm những cái ông giảng online mà. Mà thầy là mục sư mà thầy sẽ có nhiều người sẽ đến trong tương lai nữa, từ đây cho đến khi mà đi Mỹ thì cũng sẽ có người tới lui, chứ đâu mình đâu có ở cái kiểu mà mình sẽ không gặp ai như vậy được. Dạ, cho nên em thấy cái điều này là mình phải khôn sáng, cái điều này mà mình tự động nhổ neo đi luôn chứ cũng không có. Nhưng mà xin Chúa ngài chọn cho mình cái nơi chốn để mà thuận tiện đó. Còn cái mình xác định là cái nhà mình đang ở là không bao giờ lâu, last long rồi đó, không lâu rồi đó. Không lâu mà. Mình thấy không được rồi đó. Tại vì bà cũng... Mình nhìn những cái dấu đó là mình thấy không xong rồi. Tại vì khi bà tăng tiền nhà lên gấp đôi đó, thì tăng tiền nhà lên thì cái giá của bà cũng tương tự như giá thị trường thôi. Nên mình thấy giá thị trường, thì mình mới đề xuất rằng nếu mà tăng giá như vậy đấy, ok thôi, mình chấp nhận thôi. Nhưng mà cộng thêm nữa là nếu thế thì mình phải là tiếp được khách. Nó khách mình không có nhiều, khách mình chỉ có những người mục sư trong hội thánh thôi, chẳng có ai cả, chẳng có nhiều người, thế mà cũng không đồng ý, tuyệt đối không để cho ai vào nhà ấy. Mình tiếp một khách này, nó cũng tạ ơn Chúa có loại người khác nhau để mình biết, để mình vẫn kiểm tra, mình không có bực bội với họ, mình vẫn chấp nhận điều đấy.
ơn Chúa. Vậy tôi còn chuyện nào nữa khác được. Dạ, em nhân lời cầu nguyện nha. Còn em thì cũng cũng gia đình với lại người thân để được Chúa tác động để tiếp nhận Chúa, tin Chúa và tiếp nhận Thánh Linh của Chúa dẫn dắt. Chúng ta đều còn người thân, đúng không? Người thân tiếp nhận ăn năn hầu Chúa. Dạ. Và sắp tới xin Chúa cũng có những cái sự hướng dẫn gì để cũng về tài chánh gì đó để mà cũng làm cái gì tỷ, nếu mà Chúa bật mở cái điều gì để mà cần làm thêm điều gì thì Ngài dẫn lối. Dạ. Để có thêm một chút xíu cái tài chánh. Dạ. Cho nhiều khi nếu mà mình cứ toan tính nhiều quá thì nó mất mất đi cái tâm tâm trí để mà mình tập trung, đang tập trung vào Chúa. Dạ. Thì Chúa xin Chúa cũng bỏ lối điều đó. Cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha nhiều lắm. Cha, chúng con Cha tuyển lựa chúng con, Cha tuyển chọn chúng con. Để chúng con là những từng những người anh chị em của chúng con đây, thầy giáo của chúng con đã được thánh hiến cho Ngài rồi, đã được dâng mình cho Ngài rồi, Cha. Để chúng con không còn sống theo cái giá trị của thế gian này. Nhưng khi chúng con còn sống trên đất này thì có những cái tất cả những cái nhu cầu về tài chánh, về sức khỏe, về công ăn việc làm, về những người mà liên đới với chúng con, những người lân cận với chúng con. Con tin rằng một khi Cha đã chọn và đã biệt riêng cho chúng con, cho Ngài, những người mà nó liên quan đến chúng con thì Ngài có cách để Ngài chăm sóc cho họ, và có cách để mà Ngài sẽ có chương trình cho họ như Ngài đã làm trên đời sống từng anh chị em của chúng con. Ngày hôm nay Ngài nói với chúng con rằng khi mà chúng con đã được Ngài thánh hiến rồi, Ngài thanh tẩy chúng con bởi huyết của Ngài, và Ngài đã cho chúng con được sinh lại, và sau khi sinh lại là một quá trình để chúng con được có một sự sống, có những thức ăn cho sự sống, và được trang bị cho những công việc lớn lao của Ngài trên đất này, và đặc biệt trong những sự biến động trong những ngày sâu sót này. Chưa ạ? À? Trong lúc sự dạy dỗ này, chắc chắn Ngài huấn luyện cho chúng con để chúng con mặc lấy tâm tình của Ngài, mặc lấy bản chất của Ngài. Đó là một cái đại mệnh lệnh. Chúng con không thể nào mà thụt lùi hoặc là chúng con tránh né, bởi vì những lần soi mà Ngài đã mang cho chúng con, Ngài cũng không né, không tránh, và Ngài đã để cho sự lần soi đó trên Ngài. Thì chúng con đây được mặc lấy Ngài, thì chúng con cũng mặc lấy sự những lần roi của Ngài, và sự chết của Ngài, và sự phục sinh của Ngài, chứ mà. Thì chúng con cũng không tránh né những cái bất cứ một nan đề nào. Và trong những cái nan đề đó, con biết rằng có những cái cơ hội mà Cha đang thanh luyện cho chúng con, để chúng con được lớn lên trong đức tin, được cơ bắp thuộc linh của chúng con càng ngày càng trưởng thành, càng lớn mạnh. Và trong lúc mà chúng con có những cơ hội đó thì con tin chắc rằng Chúa Ngài cho chúng con có tâm tình của Ngài, bản chất của Ngài, để chúng con đối xử với những người thân cận của chúng con. Đó là lòng yêu thương, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, trung tín và nhẫn nại, nhịn nhục nhau, chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em của chúng con có người này trách móc người kia, than phiền người nọ, thì Chúa Ngài đã tha thứ cho chúng con rồi, thì xin cho chúng con cũng vậy. Chúng con cũng phải biết tha thứ cho nhau, tha thứ cho nhau và yêu nhau một cách vô điều kiện, chứ ạ. Để chúng con có sự nhịn nhục như Ngài đã nhịn nhục chúng con, Ngài cũng kiên nhẫn chờ đợi chúng con. Thì
Thì nếu Ngài mà không chờ đợi chúng con thì chúng con đã tiêu tán từ lâu rồi Chúa ạ. Chính vì Ngài nhịn nhục, Ngài tìm mọi cách để mà chúng con cũng được Ngài, mà Ngài đã gửi Thánh Linh của Ngài đến để mà Ngài dẫn chúng con về với Ngài, để mà giải hòa với Cha, tin vào Chúa Giêsu và tiếp nhận ân huệ, ân điển là Thánh Linh, để Thánh Linh tuôn đổ xuống cho chúng con, mà chúng con được Ngài sử dụng cùng với Chúa Thánh Linh để được đi vào trong thế gian này. Chúng mà khi mà chúng con nhận Thánh Linh rồi vậy, chúng con mạnh dạn, chúng con không phải là cảm nhát cảm, chúng con không phải là sợ sệt vì những cái nan đề đó. Chúng con đạp hết tất thảy để chúng con bước qua, để cùng với Chúa Thánh Linh để chúng con vươn đến những cái công việc mà Ngài sắm sẵn cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, và Chúa dặn dò chúng con là trên hết tất cả mọi sự, trên hết tất cả mọi đức tính, chỉ có lòng yêu thương là cái mối dây tuyệt vời để mà gắn chặt nhau. Và cảm ơn Chúa, nguyện sự bình an của Chúa điều khiển tâm lòng của từng anh chị em của chúng con. Nguyện sự bình an của Chúa cai trị tâm lòng mỗi người chúng con, để khi chúng con có bình an thật từ nơi Ngài thì chúng con cũng được lây lan cái bình an đó, để đem bình an đó đến cho những người mà lân cận của chúng con, những người thân yêu của chúng con, để chúng con trở nên một thân thể nên một như Ngài và Cha trở nên một, Chúa ạ. Chúa ơi, đời sống của chúng con là đời sống chỉ biết hết dạ mà tri ân cảm ơn Cha mỗi ngày, vì sự thương xót và lòng nhân từ của Cha trên từng anh chị em của chúng con, trên những thầy giáo của chúng con. Mà con tin chắc rằng sự thương xót và lòng nhân từ đó nó không ở điểm dừng nơi chúng con không, mà qua chúng con nữa thì tất cả những người cha mẹ, con cái, anh chị em của chúng con cũng sẽ được lãnh nhận sự thương xót và lòng nhân từ và tình yêu của Ngài, và ơn cứu độ của Chúa Giêsu và quyền năng ân điển Thánh Linh này tuôn đổ xuống trên những người thân yêu của chúng con, Chúa ạ. Ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho tất cả những nhu cầu của chúng con, và tất cả những nhu cầu của chúng con lớn cao nhất là chính Ngài, Chúa ạ, chính là tình yêu của Ngài. Và qua Ngài, Ngài tuôn đổ hết tất cả những nhu cầu riêng cá nhân của chúng con, những gì chúng con cần. Bởi vì Cha nói rằng ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ được, sẽ thấy, mà ai gõ sẽ mở cho. Chẳng lẽ con cái mà xin cá lại cho rắn? Không đời nào. Cha là đứng đầu đầy lòng nhân từ, mà Ngài sẽ tuôn đổ với tất cả những người mà kêu cầu xin Cha, là Thánh Linh của Ngài đã đầy trong chúng con, thì qua cùng với Chúa Thánh Linh là chúng con vượt băng hết tất cả và vươn hết tất cả, Chúa ạ. Hôm nay con nguyện xin Chúa, chúng con nguyện cầu thay cho gia đình của chị Hương, Chúa ơi, một người mẹ đầy những tâm tình. Chúa, danh của Ngài không để cho người ta vậy chế nhiễu đâu, Chúa ạ. Con biết rằng điều đó trong mọi thử thách, những lúc chúng con có những sự yếu đuối bất toàn, Chúa ạ, chúng con không biết rằng Chúa nói rằng cha mẹ xấu mà còn biết cho con cái những của tốt của lành. Điều chúng con chẳng có những cái của cái gì ở trên đất này mà chúng con chưa, khi chúng con chưa nhận biết Cha thì chúng con lại cho con cái của chúng con những cái của ở đời này. Nhưng giờ này chúng con đã biết Cha, mà đúng hơn hết là Cha đã biết chúng con, và Cha đã cho Chúa Giêsu cho chúng con, thì chúng con cũng khao khát, chúng con cũng muốn được đem Chúa Giêsu đến cho con cái của chúng con, Cha. Để Cha hiểu được cái tâm tình của những người mẹ mà xót thương cho con mình, Chúa ạ. Dù cho con của con nó có học cao học rộng cỡ nào như thế gian đi nữa, nếu mà chúng nó không có Chúa Giêsu, chúng nó chỉ là hư không, Chúa ạ. Cha ơi, tâm tình của người mẹ chị Hương ấp ủ sự thương, từ thương xót của Cha, sự thương xót của Cha, ơn cứu độ của Chúa Giêsu, quyền năng Thánh Linh đầy ngập trên chị, để chị ấp luôn ấp ủ tình yêu của Ngài, và khao khát cho những từng đứa con của chị để nhận biết Chúa Giêsu, nhận biết Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu và nhận Thánh Linh, được đầy dạy Thánh Linh, Chúa ạ. Nguyện cho Thánh Linh Ngài thăm viếng, Ngài thổn thức tâm lòng của Khôi Nhi, là người chị đầu tiên, Chúa ạ. Khôi Nhi rất là yêu mến Ngài, Khôi Nhi yêu mến Ngài, Chúa ạ. Xin Ngài hãy cắt đứt mọi xiềng xích
của quỹ tôn giáo, của sự thờ lạy tôn giáo cho để cắt đứt, để xé cái bức màn của tôn giáo ra khỏi cái nhắm mắt cái tấm mắt của cô Nhi, nơi đời sống của cô Nhi, để cô Nhi nhận biết Chúa, nhận biết sâu sắc về Chúa và đánh đồng với Chúa như người mẹ đã đang đánh đồng với Chúa ạ. Tin chắc là mỗi khi Khôi Nhi được tiếp cận với chị Hoài Hương thì tất cả những lời chia sẻ của chị sẽ được Thánh Linh Ngài đóng ấn và để cho Khôi Nhi thổn thức những lời mà chị chia sẻ. Và chính con đã từng nghe và tất cả những gì Khôi Nhi chia sẻ với chị và con cũng đã có tâm tình điều này chị ạ. Chúa ạ, Chúa ơi, chúng con không có gì để cho con gái của chúng con ngoài Ngài Chúa ạ. Và những lời mà chúng con nói xin Ngài đóng ấn trên con cái của chúng con để giữ chặt hết tất cả những lời nói đó, như Chúa nói rằng Chúa sai chúng con đi, nhưng môi miệng của chúng con trở nên môi miệng của Ngài thì tất cả những lời của Ngài mà nói ra thì không trở về miệng của Ngài và nó sẽ ra kết quả. Thì khi lời của chúng con chia sẻ cho con cái của chúng con mà nói ra hết, nó không trở về chúng con mà nó sẽ sinh ra những bông trái là những sự nhận biết Ngài Chúa ạ, tin vào Ngài Chúa ạ. Chúng con chỉ khao khát một điều đó thôi, chúng con không cầu xin gì ngoài chỉ chính Ngài thôi Chúa ạ. Những Ngài thăm viếng đến từng đứa con của chị Hoài Hương, Khôi Nhi, Khúc Nhi, Khuyên Nhi và Khải Hoàng một cách đặc biệt Chúa ạ, và những người bạn trẻ mà chính Ngài sẽ sử dụng và các em một cách sống động trong cái hội thánh Mercy ở đó Chúa ạ. Không biết rằng Ngài có những cái chương trình lớn lao cho từng anh chị em của chúng con lắm Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, Ngài khởi sự cho chúng con thì con tin chắc rằng trên bước đường chúng con theo Ngài, Ngài sẽ hoàn tất hết, đặc biệt là những người thân yêu của chúng con. Chỉ một điều duy nhất là họ nhận biết Ngài Chúa ạ. Qua đời sống của chúng con là chắc chắn, chắc hẳn hội chúng con cũng tìm mọi cách, mọi giá, nhưng không phải bởi sức của chúng con, Chúa ạ. Sức của chúng con không thể nào làm được điều gì Chúa ạ. Nhưng bởi ân điển của Ngài, bởi sức của Ngài ban cho chúng con, để chúng con luôn có sự nhịn nhục, luôn hết lòng hết dạ. Miệng của chúng con tối ngày cũng phải cũng bày tỏ rất là có cái điều gì mà ăn ngon chút xíu chúng con lại khoe chứ ạ. À, khổ thay nhưng mà tâm trí họ chưa được mở chứ ạ. Con tin chắc là Ngài sẽ bật mở một ngày, nói ngày giữ một chìa khóa đó, nếu mà người khi đóng rồi là không ai mở được, mà khi Ngài mở thì không ai đóng được. Ngài giữ một cánh cửa đã mở ra, để một cánh cửa đó cũng chính chắc rằng là những người thân của chúng con cũng được bước vào Chúa. Con cảm tạ người khen Chúa và con nguyện sự bình an của Chúa đầy dậy nơi từng gia đình, nơi gia đình của chị Hương, nơi chị Anh Hậu, nơi ông bà, nơi chị Linh, nơi bốn người con của chị. Con tin chắc rằng tháng năm này chị Hương đến với nơi chốn của Khuyên Nhi, Khúc Nhi ở. Những tất cả những tình yêu của Ngài, sự sáng của Ngài được lan tỏa nơi đó, và sự tối nó phải thoái lui ra khỏi đời sống của con cái chị Chúa ạ. Con đập nát tất cả những cái con người cũ, con người ba lo với nhau trong cái tôn giáo đó, con hủy phá và đập nát trong danh Chúa Jesus Christ, và bắt chúng phải câm miệng và chỉ có lắng nghe chân tình yêu, chân lý và lẽ thật, và được sự sáng của Chúa xuyên thấu qua chị để chiếu soi trong những cái sự tâm tối này. Như Chúa nói rằng, ôi, trong sự tối tâm, nơi sáng được bừng lên trong sự tối tâm Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa, con tin chắc rằng sự sáng của Chúa được lan tỏa qua chị Hương, để mà được lây lan, để mà chính các sơ cũng nhận biết được tình yêu và lẽ thật, và sự bày tỏ của Chúa qua chị Hương, qua những cái lời làm chứng của chị Hương Chúa ạ. Xin Chúa Ngài mở tấm lòng của các sơ để các sơ đón nhận Ngài, đón nhận tình yêu và lẽ thật của Ngài Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa, con dâng cái tháng năm mà chị đến với thầy ở nơi chốn đó, nguyện Chúa Ngài cùng đi với chị, nguyện Thánh Linh của Ngài, nguyện Cha, nguyện các thiên sứ của Ngài để hầu chị, để đến nơi để mà em những sự sáng và tình yêu và lẽ thật của Chúa Jesus Christ đến nơi trường học Chúa ạ. Cảm tạ ơn Chúa. Và Chúa ơi, con cũng cầu nguyện cho hội thánh Mercy of God và cũng như con cái của anh chị Trung Chi. Nguyện Chúa Ngài soi lòng mở trí, Ngài ban cho anh Trung trong sự thông hiểu bất cứ một việc gì mà Ngài sai anh đi để làm tất cả những giấy tờ Mercy of God. Con tin chắc rằng
Chúa cũng đang trong cái sự mà huấn luyện và đào tạo anh, để đây là cơ nghiệp của anh, để sau khi mà anh cũng có những cái kinh nghiệm khi chúng con vấp phạm hay khi chúng con chưa có thành, thì con biết rằng nó cũng có một cái lý do để cho Ngài đang tập luyện chúng con, để khi mà chúng con có những con cái thuộc linh thì có những cái hội thánh của Ngài, thì chính anh cũng làm cơ nghiệp đó để anh cũng biết để mà hướng dẫn con cái thuộc linh của anh sau này, Chúa ạ. Con tin chắc rằng Chúa Ngài ban cho anh có ơn thông hiểu để mà anh làm mọi việc của Ngài, không phải mà chúng con theo cái ý riêng của chúng con đâu, Chúa ạ. Nguyện Chúa Ngài khi anh đặt bút, anh viết hay khi anh làm điều gì thì con tin là Ngài sẽ soi lòng mở trí cho anh để anh nhận biết cái sự thông hiểu để mà anh Chúa Ngài giúp đỡ trên hội thánh Mercy of God qua anh để làm những cái giấy tờ trong sự bình an, trong sự trật tự của Ngài, sự trật tự của Ngài trong danh Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ người khen Chúa, nguyện Chúa Ngài ban sự bình an trên anh Trung để mỗi khi anh làm giấy tờ anh cũng được bình an, không có một điều gì có thể gây khó khăn và cản trở trên đời sống của từng anh chị em của chúng con để khao khát và hầu việc Ngài trong cái hội thánh Mercy of God. Bởi vì hội thánh đó là hội thánh của Ngài, Chúa ạ. Ngài lập lên trên cho chúng con để chúng con không phải vì tìm những lợi ích riêng cho chúng con mà chúng con tìm vinh hiển cho Ngài. Chúng con cần những cơ sở vật chất đó để mà lôi hết tất cả những linh hồn mà như Ngài khác linh hồn chúng con đây. Chúng con cũng khác tất cả những linh hồn trong những cái hội thánh, Chúa ạ, những cái tôn giáo họ đang bị vô tù, những tôn giáo, Chúa ạ, con rất là đau xót, Chúa ơi. Và chính chúng con cũng đang nằm ở trong đó, chúng con đau đớn lắm, Chúa ạ. Họ vất vả, họ vừa vất vả vừa và tốn công tốn của tốn sức hết mà họ không được gì, Chúa ạ. Chúng con đây, chúng con được chính Ngài, chúng con cảm ơn cuốn kinh thánh ngày đêm, chúng con ngày sáng đêm chúng con ôm cuốn kinh thánh mà chúng con đây mà chúng con mới nhận biết được Ngài, và hơn thế nữa Ngài đang đào tạo cho chúng con để chúng con một chứng nhân sống động cho Ngài và người trở nên công nghệ làm người để đào tạo người của Ngài, Chúa ạ. Chúa ơi, nguyện Chúa Ngài thương xót đến từng anh chị em của chúng con, và con tin chắc rằng Mercy of God lại nằm trong tay của Ngài, không một cái điều gì để cản trở trong cái việc giấy tờ này hết. Con đập nát hết tất cả những sự lộn xộn, những sự tâm trí mà gây phiền toán trên đời sống của trên cái Mercy of God này, Chúa ạ. Con cảm Chúa và con tin chắc rằng tất cả những tờ giấy đó mà gửi đi thì chính Ngài là thiên sứ của Ngài sẽ chuyển giao và làm theo trong sự trật tự của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ và ngợi khen Chúa. Và Chúa ơi, con cũng dâng lên Chúa con cái của anh chị Trung Chi, Duy và Helen và Island, Chúa ạ. Nguyện Chúa Ngài cũng thương xót đến linh hồn của ba em. Nguyện Chúa Ngài cũng đánh thức linh hồn của ba em để em các em được tỉnh, và trong mọi sự, Chúa ơi, trong những cái nơi nào ba em mà đi đến đâu thì Chúa Ngài cũng gửi người của Chúa đến để mà giảng tin lành, giảng về Chúa Giêsu để cho ba em cũng tiếp nhận Ngài, Chúa ạ, tin vào Ngài và tiếp nhận Ngài, và khi tin vào Ngài thì mới tiếp nhận được thánh linh của Chúa đổ tuôn đổ xuống, Chúa ơi. Chúng con tin chắc rằng một khi chị Chi với anh Trung mà hết lòng hết dạ đi tìm kiếm Ngài, còn những thứ khác con tin Ngài sẽ chăm sóc cho con cái của anh chị, Chúa ạ. Chứ Ngài cũng không có để cho chúng con phải bị vướng bất cứ một điều gì. Khi chúng con ngồi đây là chúng con biết rằng là Ngài cũng có cái chương trình lớn lao cho chúng con, không những cho chúng con không mà cho từng con cái của chúng con nữa. Bởi vì Ngài nói rằng vì một anh hãy tiếp nhận Chúa Giêsu đi thì cả nhà anh được cứu, Chúa ạ. Chúng con đây, chúng con hết lòng vì Ngài, còn tất cả con cái thì chắc chắn Ngài sẽ có chương trình để cho con cái của anh chị Trung Chi cũng phải đầu phục Ngài, chắc chắn về điều đó, Chúa ạ. Chúng con theo Ngài không bao giờ mà luống công, mà Ngài nói không bao giờ mà luống công, không bao giờ mà vô ích, không bao giờ mà vô ích, Chúa ạ. Mà không phải vì chúng con theo Ngài vì mục đích là như vậy, Chúa ạ. Chúng con theo Ngài bởi vì chúng con yêu Ngài, và Ngài đã yêu chúng con trước. Và khi mà Ngài đã yêu chúng con thì Ngài yêu những người liên đới với chúng con, Chúa ạ, bởi vì họ đã cùng chung dòng huyết, dòng sự liên đới trên cái đời sống này mà Ngài đã xếp đặt cho chúng con ở trong một cái gia đình, Chúa ạ. Thì họ cũng đã liên đới với chúng con thì chúng con liên đới với Ngài thì Ngài cũng sẽ liên đới với họ, Chúa ạ, chứ không bao giờ mà Ngài bỏ qua. Con cảm tạ ơn Chúa, con tin chắc là Ngài sẽ viếng thăm đến linh hồn của
Duy và Helen bọn anh làm chưa ạ? Và đánh thức linh hồn của các em và các em tỉnh dậy và các em đi tìm kiếm Ngài. Cảm tạ ơn khen Chúa. Và con cũng dâng lên Chúa gia đình của Hiến, Chúa ạ. Hiến cũng khao khát để mà được gia đình được tìm kiếm Ngài, Chúa ạ. Chúng con chỉ có một điều duy nhất thôi, Chúa ạ. Chúng con chẳng có gì để cho họ hết tình yêu của Ngài này. Và điều mà chúng con luôn luôn lúc nào cũng khoe là khoe Ngài thôi. Chúng con đâu có khoe tiền bạc của cải, chúng con chẳng có gì ngoài Ngài. Chúng con nguyện Thánh Linh của Ngài cũng nhận dắt Hiến để khi Hiến trình bày trong sự tiết độ khiêm nhường, trong sự hạ mình để hết lòng vì danh Chúa, để con tin chắc rằng Chúa đang làm cho Hiến được lớn mạnh và lời của Hiến nói ra trong sự uy quyền của Chúa, Chúa ạ. Chứ không phải chúng con nói theo kiểu lý thuyết, bởi vì em con đã nhìn thấy cái tác phẩm tuyệt vời của quý vị nên em Hiến rất là tuyệt vời, Chúa ạ. Một người mà như chúng con cũng chẳng có từ không, từ con số không mà bây giờ lên đến sự ngồi trên cao mà đứng trên cao, Chúa ạ. Và giờ đây nơi môi miệng của em Hiến được nói những lời cao trọng, nguyện Chúa Ngài mở tấm lòng những người thân yêu của em Hiến để tiếp nhận những lời cao trọng đó, đặc biệt là lời của Ngài đó, Chúa ạ, chứ không phải lời của em Hiến mà lời tình yêu và lẽ thật của Ngài, Chúa ạ, để được tác động và tác động thiệt mạnh đến những người thân của em Hiến, để người thân của em Hiến cũng được tin Ngài và tiếp nhận Ngài. Cho con cảm tạ và lạy xin Chúa và lạy Chúa. Em Nam, Chúa ơi, em Nam có lòng khao khát để mà có một cái bứt phá để trở nên là người đào tạo công nghệ làm người, để mà muốn truyền tải hết tất cả những gì em đã học, đã biết từ nơi Ngài, và em đã tập tành để sống để biệt riêng cho Ngài. Và sắp tới đây em có những cái giờ biệt riêng cho Ngài, hẹn hò và với Ngài, ăn ái với Ngài. Nguyện Chúa Ngài bày tỏ trên đời sống của em, nguyện Chúa Ngài sử dụng em một cách sống động trong cái chương trình sắp tới này, để mà mở cái lớp mà để em cũng trong sự sự khôn ngoan của Ngài, trong ân điển, trong Thánh Linh của Ngài, để em có sự bày tỏ mà những gì mà Chúa Ngài đã đào tạo cho em qua người thầy giáo, để em cũng biết chia bánh, chia sẻ những đồ ăn ngon cho những người anh em của chúng con. Chứ là sắp tới đây em lòng của em Nam khao khát mở lớp ra để mà truyền tải cái tin mừng vương quốc của Ngài. Xin Chúa Ngài cũng gửi, Ngài cũng có danh sách, cũng có danh sách để gửi người của Ngài đến, để chúng con được ngồi với nhau trong sự trật tự của Ngài, trong sự có Ngài tể trị và cai trị, và môi miệng của em được nói lên những lời cao trọng và làm chứng và dạy dỗ trong sự khôn ngoan của Ngài, Chúa ạ. Nguyện Chúa Ngài tiếp tục sử dụng em Nam trong tình yêu của Ngài, và em khao khát Ngài. Ôi, con thấy một người bạn trẻ được như vậy, lòng của con vui lắm, Chúa ạ. Và con tin chắc rằng Chúa cũng sẽ làm cho những người bạn trẻ, con cái của chị Hương, con cái chị Trung Chi và con cái của con cũng được như các em và được hơn các em nữa trong tương lai này. Bởi vì Ngài nói rằng chúng con phải được, sau khi mà chúng con đã nhận lãnh sự thương xót và tình yêu của Ngài, sự lớn lao vinh hiển của Ngài, thì chính Cha đã tỏ lòng cái nhân hậu đó để mục đích cho chúng con cũng biết biểu lộ cho thế hệ mai sau, Chúa ạ. Và chúng con cũng sẽ sống theo cái nguyên tắc giá trị tin mừng vương quốc Đức Chúa Trời. Thì chúng con sống theo cái phong tục tập quán này, thì chúng con cũng muốn tập thành con cái của chúng con để được cũng sống theo cái thông tập quán này của Tin Lành Nước Đức Chúa Trời, Chúa ạ, để con cái của con cũng được kết nối công việc công nghệ làm người như chúng con đang học hành đây, Chúa ạ. Con khao khát điều đó, nguyện Chúa Ngài làm thành thiện chí của chúng con. Và Chúa ơi, chúng con cũng dâng lên sống cùng thầy giáo của chúng con, Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa Ngài đã ban cho chúng con một món quà, chính là người thầy của chúng con, để qua đời sống mà sự dạy dỗ của người thầy giáo của chúng con không phải là chúng con chỉ học trên lý thuyết, mà để cho người thầy giáo của chúng con được vui trước mặt Ngài, vui vẻ trước mặt Ngài, và đặc biệt rằng khi Ngài hiện đến thì bông trái được hầu. Chúa nói rằng khi mà Ngài sai đi, cắt cử ra đi để mà sinh ra những bông trái, mà bông trái đó được tồn tại mãi mãi, Chúa ạ. Và khi nếu chúng con rằng chúng con tiếp nhận Chúa qua thầy giáo, và chúng con cũng đón nhận người thầy thân yêu của chúng con, thì chúng con cũng sống lên những sự dạy dỗ của người thầy giáo của chúng con, để cũng sinh ra những bông trái mà làm cho thầy vui
trước mặt Ngài, Chúa ạ, để vinh hiển của Ngài được đầy dẫy trên chúng con, để cho người thầy giáo của chúng con cũng nở nang nở mặt trước mặt Ngài khi Ngài hiện đến, Chúa ơi. Và Chúa ơi, Ngài là đứng hàng chăm sóc tất cả mọi nhu cầu người thầy giáo của chúng con một cách rộng rãi, Chúa ơi. Chúa biết rằng là giờ khi chúng con đầu định cho sự tự do, Thánh Linh ở đâu là sự tự do đó, không có một điều gì có thể điều khiển và control những cái điều mà trong cái đời sống của chúng con một cách quá thái quá, Chúa ạ. Chúa biết rằng là người thầy giáo của chúng con đang ở ngôi nhà này, là Chúa xin Chúa Ngài bày tỏ, và con biết khi chúng con đã trình bày và nói chuyện rồi quá rõ ràng, Chúa ơi, chúng con không thể nào mà để cho bất cứ người nào mà kìm cặp của chúng con. Chắc chắn rằng là chúng con trong cái sức chịu đựng rồi, nhưng mà chúng con phải có sự khôn ngoan, chứ không thể mà dùng sức để mà quá chịu đựng điều đầy, Chúa ơi, bởi vì chúng con không có muốn bất cứ một điều gì có thể cản trở trong cái công việc của Ngài. Và Chúa ơi, nguyện Chúa sắp tới đây Ngài cũng mở lối và Ngài chọn nơi cái nơi ăn trú ở trên đất này, trên người thầy giáo của chúng con. Nguyện Chúa Ngài dẫn Ngài xếp đặt cái sự chặt tự nơi chốt ở, để cho người thầy giáo của con có phương tiện để đi lại lại trong cái công việc mà đến hội thánh, cũng như đi lại đi tới trong cái công việc tới lui thuận tiện đó, Chúa ạ. Chúa ơi, xin Chúa Ngài Ngài chỉ dẫn đường chỉ lối cho thầy giáo của chúng con, để chúng thầy giáo của chúng con tìm nơi chỗ ở thuận tiện. Xin Chúa Ngài dẫn lối và mở lối cho thầy giáo của chúng con. Và sắp tới Chúa ơi, về giấy tờ của thầy giáo của chúng con, Chúa ạ, người luật sư, con tin rằng người luật sư Chúa chọn, thì những gì mà chúng con làm hay trong bởi đức tin, bất cứ điều gì mà chúng con làm, chúng con cũng biết rằng đã từ bởi Ngài, trong Ngài, qua Ngài và tất cả vì Ngài, Chúa ạ. Xin Chúa Ngài tác động đến tấm lòng của cái người luật sư, để họ nóng lòng và mong chóng để cùng với người thầy giáo của chúng con để đến làm sự quán và cùng thiên sứ của Ngài để hầu việc những công việc này, Chúa ơi. Mọi nhu cầu mà chúng con làm, chúng con cũng muốn được gần với nhau. Xin Chúa Ngài sang phẳng con đường để thầy giáo của chúng con được đến với chúng con nơi hội thánh Mercy of God, nơi Houston này, Chúa ạ. Nguyện Chúa Ngài xếp đặt tất cả những giấy tờ và tâm trí của người luật sư, Ngài soi lòng mở trí, cái tâm trí của người luật sư, để người luật sư cũng khôn ngoan trong sự trật tự của Ngài, để rất là nhiệt tình trong sự giúp đỡ thầy giáo của chúng con trong cái việc giấy tờ, Chúa ơi. Con dâng hiến tất cả đời sống từng anh chị em của chúng con, thầy giáo của chúng con và đời sống của con nữa, Chúa ạ. Con cũng nguyện xin Chúa Ngài đến từng viếng thăm cha mẹ anh chị em của chúng con, của con đây, và người chồng của con, Chúa ạ. Xin Chúa tác động mạnh và đập nát cái cục đá, cái tảng đá cứng cỏi, như Chúa Ngài đã lăn cái tảng đá ra khỏi mộ của Nazaro, Chúa ạ. Bởi vì nhìn vô thì nói là đã nặng mùi rồi, đã 3 ngày nặng mùi rồi, nhưng mà đối với Chúa có nặng mùi cỡ nào cũng mọi sự đều có thể đối với Ngài, Chúa ạ. Chứ không thể nào bó tay rồi, chắc không được. Con tin chắc rằng đối với Ngài không gì là không thể đối với Ngài, Chúa ạ. Ngài cũng sẽ lăn cái tảng đá cứng cỏi trong lòng của từng người thân của con, để Ngài đập nát cái tảng đá cứng cỏi đó ra khỏi cái lòng của họ, để họ cũng tiếp nhận Ngài và tin vào Ngài, Chúa ạ. Và đói khát Ngài, chứ không phải đói khát bởi bánh, bởi cơm, nhưng mà đói Ngài vắt để đi tìm kiếm Ngài, để vắt kiệt sức để đi tìm kiếm Ngài, Chúa ạ. Để đi tìm kiếm Ngài, đói khát Ngài, Chúa ơi, để chạm với lời chân lý và lẽ thật của Ngài, để từ bỏ cái con đường tà và con đường của quỷ tôn giáo cộng sản để mà nó chói con người, để làm cho con người thờ lại và xoay ngoáy trên cái giá trị của thế gian này, chứ không phải là con đường theo trật tự của Ngài, Chúa ơi. Nguyện Chúa Ngài mở mắt cha mẹ của con, Ngài tác động đến người chị của con là chị Linh, chị Tâm, anh Tuấn, anh Chí và những người thân của chúng con, Chúa ạ, và người chồng của con nữa, để nhận biết Ngài, Chúa ơi. Con cảm tạ người khen Chúa, và con phó dâng hết tất cả linh hồn những người Chúa nguyện giúp trong những tiếng khen xét trong lòng của chúng con đây, xin được chạm đến lòng cha, và xin cha con phó dâng người cha Ngài chăm sóc từng người mà chúng con cầu thay ngày hôm nay, để huyết của Chúa Giêsu không rảy hết trên tất cả từng người mà chúng con cầu thay buổi tối hôm nay, để cho lòng của họ thổn thức trong buổi tối hôm nay,
và bất cứ nơi nào họ đi để họ cứ đi tìm kiếm Ngài chứ hả? Để thắc mắc Ngài và tự hỏi mình là phải làm gì và phải tìm kiếm Ngài chứ hả? Và qua đời sống của chúng con, qua những lời làm chứng của chúng con được tác động đến lòng họ để họ tin Ngài và tiếp nhận Ngài. Chúng con cảm tạ và đội ơn Cha và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Amen. Và Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta học ở Colossae đoạn 3 câu 5 câu 10 15 đúng không? 12 17. Chứ không phải từ câu 5 mà cũng thấy cái không, gì. 27. Dạ. Nhờ cảm ơn Chúa thì trong này Chúa nhắc cho chúng ta biết là chúng ta là những người mà chọn lựa của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa thì thế gian này người ta gọi là rất là muốn được chọn lựa, giống như trong mấy cuộc thi rồi đó, họ muốn được chọn làm người chiến thắng, muốn được chọn làm vào trong đội tuyển quốc gia đi thi đấu, họ muốn được chọn để trong lúc phỏng vấn được vào công việc gì đó, thì họ rất là gọi là những cái vị trí mà họ được chọn đó, ai cũng mong muốn được vào cái vị trí đó. Nhưng mà chúng ta có một cái vị trí cực kỳ cao, cảm Chúa, đó là làm con của Chúa, thì chúng ta được Chúa chọn. Cảm Chúa rất nhiều. Thì nếu mà chúng ta từng ở trong cảm giác mà khi đi phỏng vấn xin việc đó, hoặc là khi thi trường học nào mà được chọn vào, thì cảm giác lúc đó nó rất là sung sướng. Thì cảm Chúa làm con của Chúa còn hơn thế nữa, được Chúa chọn ở trong nhà của Chúa. Và chúng ta là những người mà Chúa nói rồi, những người nên thánh, những người thánh, những người biệt riêng ra cho Chúa. Và Chúa rất là yêu chúng ta, chắc chắn phải đổ hết công bình của Ngài ra để làm sạch tất cả tội lỗi của chúng ta. Và Chúa nói rằng chúng ta hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Thì phần ở trên á, nãy con tưởng qua ở đoạn 5 này con cũng đọc thêm đoạn 5, thì trong đoạn 5 nó nói về những cái điều xấu của con người cũ á, thì nó ví giống như là những chi thể đó. Thì cảm Chúa thì nếu vậy thì chúng ta cũng nhìn được là khi chúng ta mặc lấy được sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, thì chúng ta cũng mặc lấy được những chi thể mới trong con người mới. Chúng ta mặc thêm một cái tay, một cái chân, thêm trái tim nữa. Thêm cảm ơn Chúa. Thì khi đó chúng ta cứ tưởng tượng là chúng ta, khi mà chúng ta mặc lấy được những cái điều đó, nó thành thịt trên đời sống mình rồi, thì giống như chúng ta được thêm tay, thêm chân vậy. Thêm mắt, thêm tim để cho nhịn nhục. Một trái tim chưa đủ, thêm một trái tim. Dạ, cảm ơn Chúa. Thì giờ thì trong này chúng ta nói là những cái bản tính con người cũ, thì chúng ta thấy những cái mà chi thể nào của con người cũ nó mọc ra, thì nên cầu nguyện chặt nó liền. Chúng ta thấy cái gọi là cái phần chi thể phàn nàn, thấy nó chồi ra cái là chúng ta chặt nó liền, không cho nó mọc ra. Cảm Chúa, Chúa luôn dạy là phải tha thứ. Và tất cả những việc chúng ta làm, chúng ta cũng đều học nó phải là động cơ từ lòng yêu thương hết, với lòng yêu thương, lòng yêu thương. Vậy nếu chúng ta làm mà không có lòng yêu thương thì chúng ta hay gọi là làm nó trở nên, tại vì khi mà có lòng yêu thương á, chúng ta mới có gọi là cái sự mong muốn là làm điều gì đó tốt cho họ,
lòng yêu thương chúng ta lấy đức tin là chúng ta biết là chúng ta làm việc gì đó tốt cho họ, làm việc gì đó mà nâng đỡ họ, làm việc gì đó mà khiến cho họ được thay đổi, khiến cho họ được tăng trưởng, tất cả những điều đó là lòng yêu thương ấy, chứ không phải vì chúng ta làm vì chúng ta phải làm, hay là vì trách nhiệm, hay là vì chúng ta bị áp lực điều gì đó, nhưng mà không, chúng ta làm vì yêu thương. Đi chúng ta làm là yêu thương, ta yêu thương anh chị em mình, ta yêu thương hội thánh của Chúa, ta yêu thương những con người đang lầm lạc. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị lòng anh em, cảm Chúa. Thì trong Chúa chúng ta phải luôn có sự công bình, bình an, vui vẻ trong Đức Thánh Linh. Ba điều đó nó phải có trọn trong ta hết. Cảm Chúa thì trong này Chúa nói rằng là lời của Chúa nó phải được đầy dẫy trong lòng ta. Vì chúng ta biết là tri thức nó chỉ sự khôn ngoan chỉ đến khi mà chúng ta học hỏi nhiều tri thức, chúng ta có sự hiểu biết thì nó mới mọc ra sự khôn ngoan tri thức. Những người biết tìm kiếm tri thức, tìm kiếm sự khôn ngoan thì lời của Chúa tất cả là lẽ thật, là toàn là sự khôn ngoan. Thì trong này cũng nói ra là hãy hát cho Chúa, hãy ngợi khen Ngài hết lòng. Năm Chúa thì đời sống ta để được gọi là trong cái sự nóng cháy trong Chúa, thì chúng ta hãy tập ngợi khen Chúa. Khi mà giống như khi mà con không biết nói gì hết là mình hát. Khi mà tự nhiên giờ khi ở gần này đó, không biết mà hát cho người ta nghe. Cảm Chúa thì tất cả những điều chúng ta làm đều chúng ta biết là chúng ta lấy đức tin, là chúng ta đang mặc lấy Chúa Jesus, chúng ta đang thể hiện bản chất của Ngài ra cho đời sống của mình, nhân danh lấy Chúa Jesus. Nghĩa tất cả những điều ta làm nó phải dâng lên cho Chúa, và tất cả những điều ta làm nó phải bày tỏ bản chất của Ngài. Hôm nay ta cầu nguyện cho tất cả các anh chị em mình, thì cầu nguyện thì chúng ta được mọc những cái chi thể mới trong cái con người mới của mình, những cái đó, những cái điều đây. Những lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, nhân từ, toàn là những chi thể mà nó có sự gọi là khiêm nhường ấy, nó mềm mại. Cảm Chúa, chúng ta cũng nghĩ đấy, khi mà ai đó đến gần chúng ta là giống như Hiến nói là họ thấy được sự tự do, họ có được ân điển để họ dễ dàng, họ không có bị gọi là xa cách mình, họ dễ đến với mình, họ được cảm thấy cái sự mềm mại nhẹ nhàng, cái không khí mà nó rất là tự do để họ có thể dễ dàng mở lòng ra với mình. Thì chúng ta cầu nguyện để tất cả anh chị em ta thì ít nhất chúng ta làm điều đó với nhau và làm điều đó với những người xung quanh của mình, nhất là những gia đình của mình, và cảm Chúa thì mọi người có năng đề gì mà ngồi những cái mà nãy chị tỷ cầu nguyện nãy con vô sau nên tôi biết không biết là mọi người có cái gì mới không, có gì mà cũng còn nghĩ cho người thân, từng người thân trong gia đình con cái, và
giấy tờ của thầy giáo cũng như nơi chốn mới, nơi ăn chốn ở mới, thầy giáo sẽ chuyển đi. Yêu cầu vậy thôi nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn nãy giờ thấy có công việc nhập sơ cảm chút. Con dạ, ok, thấy mọi người dạ, có năng đề dạ, con cũng. Cô bé, không biết cô bé cần cái nhu cầu gì, còn cô bé vừa trẻ. Dạ. Chắc cũng gia đình, con cảm ơn, nên chị bé lên tiếng, cái này không thấy cô bé. Con cái. Chú. Dạ con sẽ cầu nguyện cái gì mà hồi nãy á, nãy chị thấy chưa cầu nguyện thôi nha. Con thấy cầu nguyện rồi, con lặp lại. Hồi nãy con sáng nay thì con dạ con đi thăm mấy người mà bữa trước con tặng quà. Thăm dạ, thì trong 10 người bữa trước con tặng quà thì có 3 gia đình mà có người trong nhà bị đau á. Thì cảm Chúa thì con có tới nhà cái chú đó thì cảm Chúa con cầu nguyện được cho cái cô vợ của chú tin Chúa. Cảm Chúa. Dạ. Thì con cứ làm theo mục sư dạy. Nó giờ cô cầu nguyện với con, cầu nguyện tin nhận Chúa, lặp lại với con. Mà cô nói dễ thương á, giờ cô kêu dạ cô đồng ý, nói chung là cô nhẹ nhàng. Còn có chồng cô thì kêu thôi để bữa khác, bữa nào có duyên. Thì con cũng cầu nguyện chúc phước cho cháu thôi chứ còn. Rồi hiện Nam có recall lại không? Dạ không, lúc đó dạ không. Nó tại anh chú cho Nam đó. Đi buôn được lời rồi đó. Dạ thì con tới 3 gia đình á, nhưng mà gia đình chị kia thì con có nói nhiều rồi mà con không biết chị có hiểu không, mà con chỉ cầu nguyện chúc phước là vậy thôi, cầu nguyện để cho chị tin nhận Chúa, cho chị tin vào huyết Chúa sâu. Còn có một người nữa mà con tới, người đó như đi mất mà có con của cô đó, mà con của cô đáng sợ. con tới tặng quà mà con mua cho mỗi người gia đình hai lon sữa, lon sữa ông thọ, mà kêu người lạ không nhận. Nó đó cười lớn chưa, lớn chưa lớn rồi, nhưng mà nó kiểu hay là cái gì cậu cũng chẳng biết. Lớn là bên con gái hả, con gái hay trai? Trai. Thì con trai lớn là bao nhiêu tuổi, mình mua đồ chơi cho nó? Cỡ con hay nhỏ hơn chút, đúng như em cũng nhỏ hơn. Thì sau con đưa cho chị Phương kia, kêu lỡ mà cô đó về đem qua cho em, giúp em với có gì cho em số điện thoại cô đó, nốt cô đó cho con em số điện thoại gì em liên lạc. 3 gia đình này là có người bị đau. Cảm Chúa. Cái này Chúa đã chờ em con, chờ em cảm ơn rất nhiều vì Ngài cùng tất cả anh chị em con, để em con được học lời Ngài, chúng con được tăng trưởng trong sự nhận biết lời của Chúa, trong sự nhận biết lẽ thật của Ngài. Em cảm ơn rất nhiều vì sự ban cho của Ngài chúng con, chờ bởi ân đi của Ngài mà chúng con được ngồi, chúng con được học, chúng con được lắng nghe lời của Ngài, chúng con được đọc lời của Chúa, để lời của Ngài nó gây dựng đời sống con, nó vun đắp đời sống con, nó làm việc trong tấm lòng con, khiến cho linh hồn của con ngày càng tăng trưởng, và chúng con hình thức vóc dạc, hình dáng vóc dạc chúng con ngày càng giống Đức Christ, đức tin và ân điển của con nó ngày càng
được tăng trưởng, nó sẽ càng được nhận biết nhiều ngày nhiều hơn. Chà. Con cảm ngài rất nhiều, Chúa con xin ngài cùng với mỗi anh chị em con chơi để đầu trong cái công người mới của con, cho chúng con còn phải tăng trưởng hơn nữa, cho chúng con còn phải mặc lấy những cái bản chất trong đấng Christ chào, những cái sự nhân từ, cho sự khiêm nhường, sự mềm mại, sự nhịn nhục, cho ô xin ngài giúp đỡ con để cho con luôn có sự khiêm nhường, cho là chúng con luôn có sự nhịn nhục mềm mại, cho chúng con luôn gọi là biết lắng nghe mọi người, biết học hỏi từ mọi người, biết tìm thấy được những nhu cầu trong họ, biết giải đốt cho họ những cái điều mà họ cần, cha. Ô biết mở lòng mình ra để cho họ thấy được ô tất cả những cái điều con làm đều là tình yêu thương, cha. Tất cả những điều con làm đều là muốn điều tốt đẹp nhất cho họ, cha. Chúng con không gọi là có một cái sự vụ lợi hay có một cái sự gọi là mong muốn hay là những cái điều gì đó gọi là muốn ít riêng cho bản thân mình, cha. Ô, nhưng mà chúng con muốn ban cho họ, cha, ban cho tất cả những điều gì cho Chúa đã ban cho chúng con một cách như không, cha. Ô, và không chỉ như vậy, chúng con còn muốn làm những điều hơn nữa, cha. Ô, đi đâu như lời dạy của ngài, cha, ban cho cái phước nhận lãnh, cha. Ô, không chỉ là những lễ thật của ngài mà cả vật chất nữa, cha. Cầu xin ngài giúp đỡ chúng con, cha. Ô, đi đâu chúng con giống như ngài, cha. Chúng con đến với những người bệnh tật, những người đau khổ, những người mà đang bị thế gian này nó làm nô dịch, cha. Ô, những người nô lệ trong thế gian này, cha, nô lệ hiện đại, cha. Ô, trong công việc của họ, trong những cái những tiền tài vật chất, ô, những cái mối quan hệ, ô, họ bị nô lệ trong đó, cha. Cầu xin ngài giúp đỡ con, để con đến với những con người đó và giải thoát họ ra khỏi sự tự do, cha. Ô, nhắc lại trong gia đình con, để con hướng dẫn con cái, những người anh chị em mình, cha mẹ của mình, ô, những bà con của mình, để họ cũng được tự do, cha, để họ không được bị nô dịch ở trong thế gian này, cha. Họ không bị gọi là thế gian này nó cưỡi đầu cưỡi cổ mà nó bắt họ làm, nó bào mòn sức lực của họ, cha. Ô, cầu nguyện để rút tất cả những con người đang ở trong cái gọi là tôn giáo, cha. Ô, cầu nguyện để Chúa rút ô những đứa con của cô Hương, cha. Ô, những ba mẹ của chú Trung, cô Chi, bà con của chú Trung, cô Chi, cha. Ô, những người cũng như những người bà con gia đình của cô chị Thủy, cha. Ô, xin ngài hãy giúp đỡ và hãy đập tan tất cả những cái sự về Babylon, ô, con người cũ đó, cha. Ô, đập nát nó, cha. Ô, đập nát tất cả những cái Babylon người cũ trong những người trong gia đình, ô, của anh chị chúng con, cha. Để đầu họ tất cả những cái con người cũ sự chống đối về lại thật nghịch với lại thật của ngài, nó phải bị mất sức lực, cha. Ô, nó bị rút hết sức, cha. Để đầu ô, khi lời của Chúa được gieo ra qua chúng con, cha, qua cô Hương, cha, qua chú Trung, cô Chi, cha, qua chị Thủy, cha. Ô, nó được đến với những bà con anh chị em của mình và nhờ vào đó mà lời Chúa nó được gieo trồng vào họ và được sinh trưởng, cha. Ô, để đầu giải thoát họ, cha. Khi họ nhận biết lại thật, cha, thì lại thật sẽ giải thoát họ ra khỏi cái sự tôn giáo trong đời sống của mình, cha. Ô, ra sổ sự nuôi dịch trong thế gian này, cha. Ô, trong những cái sự giáo lý bẩn thỉu mà thế gian mà bụi đã gieo trồng vào, ô, trong các học thánh của ngài, cha. Ô, cầu xin ngài hãy hướng dẫn, ô, xin ngài hãy để trị và ở cùng lời ăn tiếng nói, ở cùng với lại sự rao truyền, sự bày tỏ lễ thật trong mẫu chúng con, cha. Để rồi chúng con nói ra, ô, những lời của ngài, cha. Ô, được Đức Linh ngài dẫn dắt, cha. Để rồi những lời đó nó sẽ thúc đẩy, nó làm cho lương tâm của các anh chị em, bà con, gia đình của mình, ô, bị cao trách, cha. Ô, và chúng con cũng là những người làm gương để họ thấy được, ô, cái sự nhiệt huyết, cái sự nhiệt tình, cái sự tình yêu trong chúng con, cha. Ô, cái sự không vụ lợi trong việc mà chúng con bày tỏ, chúng con giúp đỡ họ, cha. Để đầu họ biết được, ô, những người này thật sự đang có những cái sự gọi là làm từ tấm lòng của mình, cha, làm từ sự gọi là cái sự tình yêu thật sự, cha. Ô, chứ không phải là bởi cái sự gọi là theo cái cách bị gọi là gì đó mà họ thấy gọi là họ cứ hiểu sai, cha. Ô, cầu xin ngài hãy giúp đỡ chúng con, cha, ở cùng mẫu miệng và ở cùng để sống con, cha. Để rồi chúng con bày tỏ được lẽ thật, bày tỏ được chính đến ngài, chính tình yêu của ngài ra, cha. Ô, cho người ta thấy, cha. Cảm ơn ngài rất nhiều, cha. Ô, và xin ngài cùng với lại gia đình của bé, cha. Ô, xin ngài cùng với các đứa con cô, cùng với chồng cô, cha. Ô, cầu nguyện để ô con đập tan tất cả gọi là những cái con người cũ trong gia đình của cô bé, cha. Ô, đi đâu không có cái con người cũ Babylon, những con người
xác thịt nó chống nghịch lại với lẽ thật của Ngài, sao ô nó phải biết mà vâng lời, nó phải bị lui đi, sao ô nó phải bị rút hết tất cả những cái gọi là sự không ngon của đời này, sao ô nó phải chịu bị gọi là bị bày ra là nó là chỉ là những điều bày ra là nó không là gì hết, sao ô, và đây là thật của Ngài được bày tỏ trên gia đình ô, trên chồng của chị bé, chào trên các con của chị bé, chào đây là ô, gia đình của chị bé được tin nhận Ngài, chào những đứa con của chị bé nó kính sợ Ngài, chào và chồng của chị trở lại ăn năn để sống một đời sống có tình, có bạn, có được đời sống nên thánh, chào một đời sống mặc lấy đấng Christ, chào cảm Ngài rất nhiều, chúa con ô xin Ngài cùng mối quan hệ, chào để đâu chị bé con và tất cả người trong gia đình, chào họ có mối quan hệ hợp lẫn nhau, chào dù có thể là có những cái khác biệt nào đó vẫn còn trong tư duy, nhưng mà ô bởi tình yêu thương, chào ô thì con có thể gắn kết hết được, chào ô bởi tình yêu thương con có thể gắn kết hết tất cả mọi thứ, chào dù là có những cái sự đấu nghịch về gọi là tư duy, về suy nghĩ, ô về lối sống, chào ô, nhưng mà bởi tình yêu thương con có thể thằng gắn hết lại, chào chúng con có thể kết nối lại với nhau, chào ô về tình yêu thương chúng con làm, vì không phải tình yêu thương chúng con làm cho nó không phải là muốn đòi hỏi người đối diện điều gì, nhưng mà cũng muốn ban cho vào, vì trong thế gian này trời không có ai không muốn nhận lãnh hay trả ô, nên cầu xin Ngài hãy giúp đỡ con sơ để đầu ô chúng con bày tỏ tình yêu thương ban cho ô, để cho giúp đỡ hướng dẫn ô những người xung quanh con họ được thấy được tình yêu thương đó, mà họ sẵn sàng mở lòng ra và có ân điển mà nhận lấy, chào không có bị xa cách chúng con sơ ô, cảm Ngài rất nhiều, xin cầu xin Ngài cùng chị bé sao để đặt chồng chị và các con của chị sao ô nó được chồng chị nên được đến gặp chị sao ô, được gia đình ô, vợ chồng ô được gọi là vẫn còn đang trong mối quan hệ vợ chồng ô, thì xin Ngài giúp đỡ để không có gọi là cái sự ngăn cách nào hết, chào ô vẫn có một cái mối liên hệ quan hệ một cách tốt nhất, chào ô, cảm Ngài rất nhiều, chúa con ô xin Ngài cùng với mục sư con, chào ô, sắp tới mục sư con cũng chuyển nhà, chào cầu xin Ngài hãy giúp đỡ mục sư con, chào để đọc ông tìm được một nơi thật tốt, chào để có được một cái nơi tốt để hoạt động, để làm tiếp tục công việc của Ngài, sao và cái việc chỉ nhà này nó không có ảnh hưởng gì hết đến cái công việc, đến cái sự công tác ô, đến những cái sứ mạng mục sư con đang làm, sao ông cầu xin Ngài dẫn lối và hướng dẫn mục sư con sao để đọc ô tất cả mọi thứ, mà khi mà mục sư con tìm kiếm nước chờ công bình của Ngài, sao thì mọi thứ khác ô Ngài hướng dẫn Ngài cho thêm, sao chúng con gọi là chúng con sẽ được vững chắc ở trong Ngài, sao con không lo lắng vì tất cả những điều đó, sao ô cảm Ngài rất nhiều, chúa con ôi xin Ngài cùng với lại gia đình tất cả mẫu anh chị em con, cho đời sống của mẫu chúng con, cho để đầu mẫu chúng con ngày càng được tăng trưởng hơn, ngày càng có nhiều ân điển hơn trong việc học hành lời của Ngài, cho chúng con ngày càng biết gọi là trong cái việc học của con, cho chúng con cũng phải có sự mềm mại, có sự nhịn nhục, cho chúng con phải cố gắng làm thật tốt tất cả những việc học hành của mình, cho chúng con biết đây là thực hiện ân điển để học hành, cho chúng con phải cố gắng để học, để nghe, để làm việc với lòng mình, chào để khiến cho tâm linh của con, linh hồn con nó phải phát triển tốt nhất, chào nó phải mặc với bản chất của Chúa, chào ô, và chúng con bắt đầu gọi là sống với một người mà sống với đức tin của những người đức tin lớn, chào đức tin thay đổi bản thân mình, chào đức tin trong sự vâng phục, chào đức tin trong cái sự chiến thắng tất cả mọi thứ khác, chào đức tin mà hành động theo những gì Chúa dạy bảo, chào cảm Ngài rất nhiều, chúa con ô xin Ngài hãy cùng mọi anh chị em con chào để đậu chúng con biết trân quý tất cả những lời dạy của Ngài, chào chúng con biết trân quý tất cả những cái anh chị em mối quan hệ của con đang có, chào ô chúng con biết trân quý ân điển và những tinh hoa mà Ngài đang dạy dỗ con chơi đi đầu chúng con sống, mà chúng con biết đặt để giá trị nào là cao nhất trên đời sống mình, điều gì là quý giá nhất trong thời điểm hiện tại của con chơi để đầu chúng con biết, mà chúng con chọn lựa, con biết thứ tự ưu tiên cho đời sống của mình, chào chúng con biết làm một cách tốt nhất cho trong thời kỳ mà Ngài
đang bày ra đây trả ô để rồi ô tới thời kỳ con phải làm tới thời kỳ mà con phải ra chọn thì ô tới điều đó thì chúng con còn phải bước đi rồi trả ô, nhưng mà đây là thời kỳ mà ngài đang muốn chúng con làm và học và thực hành và học và hành theo những gì mà Chúa dạy bảo. Trả ô và xin ngài giúp đỡ con để con thực hiện tốt nhất cái thời gian huấn luyện này của ngài. Trả ô xin ngài hướng dẫn và ở cùng tất cả mọi anh chị em con. Ô con cảm ơn ngài rất nhiều, con cầu nguyện danh Đức Chúa Jesus. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Amen. Thường là cầu nguyện là trở nên giống Chúa, thì cảm tạ Chúa thì đã qua những sự dạy dỗ đây thì đó, mình muốn trở nên giống Chúa thì mình phải như là mình phải mặc hết tất cả những cái phải, thì khi mình đọc lời của ngài mình thấy đó tất cả những cái sự dạy dỗ nhịn nhục nhân từ đó thì Chúa Giêsu đã từng gánh hết, Chúa Giêsu đã từng trải qua hết. Cảm tạ ơn ngài. Thì mình như mục sư nói cái từ chấp nhận đó, cảm tạ Chúa. Thì những người đi ở thuê thì rất là hiểu về cái sự về chuyển nhà. Nhiều lúc cũng người mình trả tiền rất là đầy đủ cho họ, nhưng mà họ cũng như người khác vậy, mình trả tiền mà mình còn sống tốt hơn họ, giúp đỡ họ, nhưng mà họ có cái điều gì đó, cái điều họ muốn đẩy mình đi họ thật, nhưng mà mình đang Chúa mình biết là họ đó là sự dạy dỗ của ngài cho mình biết. Alo, có gì hiện nói nữa? Alo, có nghe thấy không ạ? Bây giờ mới nghe nhỉ? Dạ, thì con nói là mình luôn luôn cầu nguyện là mặc với bản tính của Chúa. Thì cảm tạ ơn Chúa. Thì bản tính của Chúa là như vậy, ngài xuống thế gian này, ngài chấp nhận hết mọi điều. Người ta xỉ mắng, người ta xỉ nhục, ngài vẫn cứ bước đi ở tình yêu của ngài dành đến trên mọi người, ngài vẫn cứ bước đi. Nên là những cái điều đó đến có đến trên đời sống của mình biết được rằng mình đang mặc bản tính của Chúa, mình đang đi trên đường lối của ngài, nên là mình phải chấp nhận hết tất cả mọi thứ cả. Cảm tạ Chúa. Như mục sư cũng trả tiền cũng như người ta ở phòng trọ, mà thậm chí mình còn không có phá hỏng nhà người ta nữa, vậy mà người ta vẫn có cái điều gì đó thì mình vẫn phải vâng phục Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, thì qua đó Chúa cũng dạy dỗ mình biết cả cái mặc lấy bản tính của Chúa là phải trải qua rất là nhiều sự khó khăn mới đến được tình yêu thương được. Cảm tạ Chúa, đến được đỉnh cao của tình yêu thương được. Cảm tạ ngài. Con thường thường con đi ra ngoài mua hàng là con hay mua cái gì đó là con bảo họ là cảm ơn, thật cảm ơn Chúa đấy đã. Cảm tạ ơn Chúa. Qua cái sự cảm ơn đó tin rằng là Chúa sẽ đến trên đời sống của họ. Cảm tạ ơn ngài. Hôm nay là cầu nguyện là cho sự nghiệp anh em mình của trên đời sống của chị Thủy. Chị Thủy đã chia sẻ hết tâm tình của chị với Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Chúa luôn luôn nhận lời. Cầu nguyện xin cho cơ nghiệp của chị được tăng trưởng thêm nữa. Cơ nghiệp của chị cũng là cơ nghiệp của anh em mình. Cảm tạ ơn ngài. Hallelujah, Chúa ơi, con cảm tạ ơn ngài rất là nhiều, cảm tạ ơn Chúa.
cái tình yêu của Ngài đời sống của chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ Ngài, chúng con luôn luôn cầu nguyện mặc lấy bản tính của Ngài. Chúa ơi, Ngài cũng ban cho chúng con mặc lấy bản tính của Ngài đây. Chúa ơi, cảm tạ Ngài, chúng con phải rèn tập đời sống của mình rất là nhiều để có được bản tính của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ Ngài, xin Chúa ban thêm thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu toan, thần hiểu biết, thần mạnh sức, thần kính sợ Chúa đến trên đời sống của chúng con. Cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con chỉ có mặc lấy bản tính của Ngài thì chúng con mới có thể làm được mọi việc cả, Chúa ơi. Còn chúng con không mặc lấy bản tính của Ngài thì chúng con chẳng làm được việc gì cả, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều. Chúng con không muốn đón nhận một chút nhỏ đâu, Chúa ơi. Chúng con muốn đón nhận chính Ngài, Chúa ơi. Ngài rất là rộng lớn, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, Hallelujah. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều ở trong thế gian này, Chúa ơi. Những người làm tổn thương chúng con chính là những người gần gũi chúng con nhất, Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa, nhưng mà chúng con mặc lấy sự đáng của Chúa nên chúng con biến sự đó nó thành phước hạnh, Chúa ơi. Chúng con đã được mặc lấy sự khôn ngoan của Ngài để chúng con có thể giúp đỡ họ, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Cảm tạ ơn Ngài. Nên cầu nguyện cho cơ nghiệp của anh chị em của chúng con. Con cầu nguyện xin Chúa ban thêm sự sáng của Ngài trong tấm lòng của chúng con. Để chúng con làm được gì, chúng con cũng làm sáng danh của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện cho mục sư của chúng con. Cảm tạ ơn Chúa. Vì những bước đường mục sư của chúng con đi theo Chúa đã được tăng trưởng, để chúng con được nhìn tấm gương của Ngài trên mục sư của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu của mục sư của chúng con đã đến trên đời sống của chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài, Chúa ơi. Chúng con, những gì chúng con có được như ngày hôm nay đều là bởi ơn thương xót của Ngài, đều bởi sự dạy dỗ của Ngài, bởi vì bản tính của Ngài trên đời sống của ông. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để cho mục sư của chúng con trong chuyện chuyển nhà cửa giấy tờ, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa, chúng con tin rằng đó là sự sắp đặt của Chúa. Ngài muốn cho mục sư của chúng con đến nơi tốt nhất, đến nơi gần gũi nhất, đến nơi mà người ta xứng đáng được nhận tin lành nước trời của Ngài, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Con cũng cầu nguyện cho người chủ nhà trên nơi mà mục sư đang ở đó, Chúa ơi. Con cầu nguyện cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ biết ơn ông chủ nhà cũng cho mục sư của chúng con thuê một thời gian ở trên đấy, Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa, những lời nói nước trời đã được vang vọng trong gia đình, trong đời sống thì chúng con tin rằng những hạt giống đó sẽ được Chúa làm cho nảy mầm và lớn lên trong đời sống của họ, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài rất nhiều. Con cầu nguyện cho tất cả các anh chị em của chúng con về những nhu cầu đời sống, Chúa ơi. Cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Con cầu cho những người thân của chúng con. Chúng con tin Ngài, và chúng con cũng tin rằng tất cả những người thân trong gia đình của chúng con họ cũng tin Ngài hết, Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa, và chúng con với Ngài, và chúng con với những người thân của chúng con là một, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con yêu Ngài, chúng con yêu Ngài, chúng con cảm tạ ơn Chúa, và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Linh. Amen. 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 Cảm tạ Chúa các bạn trong tháng này. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chọn anh chị em làm sao để mình sống và làm nên thánh cho Ngài. Thì cảm tạ Chúa, Chúa là luôn là thánh, cho nên mình làm sao mặc lấy sự nhân từ và khiêm nhường của Chúa. Thì cảm tạ Chúa, trên hết mọi sự thì mình phải làm sao mặc lấy lòng yêu thương. Thì qua cái lòng yêu thương đó thì mình nói có cái dây liên lạc để mà được lên trong, thì cảm tạ Chúa trong đời sống mà theo Chúa. Thì anh chị em cũng biết rằng khi mình đi ra ngoài thì tiếp xúc với người ngoài thế gian thì họ chỉ biết ăn gì, mặc gì, uống gì thôi. Nhưng mà khi ngồi nói chuyện với họ, em cũng mới đi thăm mấy đứa cháu mời tới Tết á, thì mình thấy cái đời sống mấy đứa dù có nói, có đuôi nói hoài rồi nó cũng chẳng nghe, cũng thấy buồn. Tại sao mà cái người, mấy người này sao ngay cả người nhà mình đây mà còn cứng lòng như vậy, thì làm sao mình có thể nói về Chúa cho người khác đây. Mới cảm thấy lòng nó ngồi nói chuyện chơi mà nó
cứ làm sao nó buồn buồn, sao mình ấy sao mà khó khăn mà dễ chịu Chúa với họ vậy. Thì cảm tạ Chúa, thì Chúa cảm ơn Chúa. Nếu mà mình cứ sống như vậy mình không biết Chúa thì mình không biết như họ vậy thôi, chỉ biết là mỗi ngày chỉ cần nhớ Chúa vài ba phút trước khi đi ngủ là đủ rồi, không sống, không có làm gì điều ác, không có sống mà lệ đi làm kiếm tiền về là đủ rồi, không còn gì hết. Mỗi ngày nhớ đến Chúa vài phút, cảm ơn Chúa. Đấy, thì tụi cháu vẫn nhớ tới Chúa đó, cái đâu có quên đâu. Nói thì chỉ nói như vậy thôi. Mình cảm ơn Chúa, mình chỉ biết là cầu nguyện cho ngay cả trong gia đình của mình cũng vậy, mà đã như vậy rồi thì mình không, mình chỉ biết rằng dâng Chúa tất cả những cái mà cái lời cầu xin từ anh chị em của mình ngày nào đó, qua cái lời cầu nguyện, qua cái lòng kiên trì mà anh chị em được học hỏi như vậy, để mà cầu nguyện cho họ, cho người thân yêu của mình, cho gia đình của mình, con cái cũng vậy. Thì cảm ơn Chúa. Thì Chúa ban bình an cho mình, dù mình gặp những khó khăn thiếu thốn vật chất hay là tất cả những gì, nhưng mà lòng mình vẫn cảm thấy vui vì mình có Chúa, mình vẫn thấy sự bình an đó, để mà mình sống, anh chị em sống thật với nhau, không còn phải là cái chuyện gì trong anh chị em mình không còn mà mắc cỡ, hay là có những cái tâm tình khó khăn hay là vui buồn gì mình cũng chia sẻ với nhau. Mình cảm thấy rất là vui trong cái sự mà Chúa cho qua cái tình yêu thương để mà được là một, để mà xây dựng hội thánh của Ngài đó. Cảm tạ Chúa điều đó. Chúa lại làm sao dù người ta có nói gì mình chăng nữa, mình vẫn có cái lòng mà bởi của Chúa, thì mình nên giống Chúa thì phải nhường nhịn và tha thứ tất cả, dù có làm thế nào đi chăng nữa, nhưng mà cái lòng yêu thương và tha thứ mình vẫn có nơi Chúa, thì mình cũng cho anh em mình được như vậy. Thì cảm tạ Chúa, vì cũng tin rằng một ngày gần nhất là Chúa cho họ thấy những cái điều mà xảy ra, thì họ lúc đó chắc họ mới kiếm Chúa. Chứ còn bây giờ thì họ cứ nghĩ là ăn gì mặc gì uống gì thôi, chứ còn họ không có nghĩ gì tới mà có giới thiệu Chúa như thế nào. Họ cũng cứng, rất là cứng lòng. Thì cảm tạ Chúa, thì qua đời sống mà anh chị em mình được như ngày hôm nay cũng là đó, là những người mà Chúa chọn lựa làm sao sống linh thánh cho Chúa, để khi mà cái ngày giờ mà Chúa là cần mình những điều gì, thì mình đã có được cái vững, cái lòng làm để tâm tình giống như Chúa, để mình làm việc cho Ngài thời kỳ sau rốt này. Tại Chúa xin cầu nguyện. Ôi Chúa, Cha là cái Chúa Trời yêu dấu của chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Con cảm ơn Cha nhiều lắm vì anh chị em chúng con là những người mà Cha đã chọn lựa làm người thánh cho Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương chúng con, Ngài thương xót lòng nhân từ của Ngài với chúng con. Xin cho con mặc lấy tất cả những tâm tình và nhân từ khiêm nhường mềm mại nhịn nhục như Chúa vậy. Con biết rằng thời gian này chúng con cần phải học hỏi nhiều lắm qua người thầy giáo chúng con, để chúng con luôn ở có cái lòng yêu thương anh chị em chúng con, để chúng con làm nên một hội thánh thật cho Ngài. Chúng con sống với nhau vì trên hết mọi sự đó, chúng con phải mặc lấy lòng yêu thương, đó là dây mà liên kết chúng con được sống trọn lành trong ngày sau rốt này. Chúa ơi, con tin rằng sự bình an của Chúa, an của Chúa Giêsu đến đã chết cho chúng con, để cho con đem cái bình an để chúng con là một với nhau, sống trong tình yêu thương nhau. Con tin rằng Chúa luôn luôn ở đầy dẫy trong tình yêu thương của anh chị em chúng con, để chúng con liên kết với nhau trong tình yêu này, để ngày giờ mà Chúa con cần những công việc mà cho anh chị em, nơi anh chị em chúng con vẫn mạnh mẽ ra đi đem tin mừng tin lành của Ngài sau chặng cấp đất này. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, xin cho lòng của họ, từng người trong gia đình chúng con, anh chị em chúng con, cha mẹ chúng con và tất cả con cái chúng con có lòng mềm mại, để một ngày Chúa đổ thần của Ngài, để cho họ lắng nghe lời của Ngài, nghe lời những gì chúng con
nói lời sự thật của chúng con, nói lẽ thật và tình yêu thật của Ngài, Chúa ạ. Con cảm tạ lời khen Chúa, con xin dâng đời sống từng anh chị em chúng con cho Ngài. Hôm nay chúng con cầu nguyện cho tất cả nhu cầu trong gia đình chúng con, anh chị em chúng con đã giải bày cùng Chúa tất cả những gì mà chúng con đã cầu nguyện rồi, Chúa đã hiểu chúng con trước khi chúng con cầu xin nữa, Chúa ạ. Vì Chúa đã yêu thương chúng con, cho chúng con vẫn thắng thiết, vẫn yêu thương nhau để cầu nguyện cho nhau nhiều hơn nữa, và cầu nguyện những nhu cầu của từng anh chị em chúng con. Xin Chúa ban thần độ thần của Ngài trên chúng con, để chúng con luôn có lòng kiên trì bởi thần khôn ngoan, thông sáng, thần vô toan, thần mạnh sức, thần hiểu biết, thần tin kính của Ngài mạnh mẽ trên từng anh chị em chúng con, để chúng con đạt tất cả trên nan đề, những khó khăn, những bắt bớ, để chúng con sống trong những ngày mà Chúa dạy dỗ này. Qua đó, nhờ đó mà chúng con mới được cái sự học hỏi này, nhờ đó mà chúng con có cái lòng dạy dỗ mà Ngài muốn dạy chúng con, để chúng con kiên trì trong tất cả những việc khó khăn này, để chúng con sống nên thánh cho Ngài. Chúa ơi, con tạ ơn người khen Chúa, con xin dâng tất cả đời sống mà từng người trong chúng con, từng anh chị em chúng con cho Chúa. Cầu xin Chúa, xin Ngài thêm sức cho chúng con bởi thần mạnh sức, để chúng con vượt qua tất cả những nan đề đó. Con xin dâng từng buổi cầu nguyện này cũng bởi vì thần của Ngài, để chúng con luôn luôn có cái lòng kiên trì và vững tâm mà cầu nguyện luôn mãi. Con cảm tạ người khen cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Tiếp tục đi ạ. Tôi tiếp đi. Anh chụp ngủ à? Anh chụp ngủ rồi, em nghe tiếng ngáy rồi khè khè. Ngáy của anh Chu. Tiếng ngáy của em bé, tiếng ngáy của anh Chu. Em bé ngày nào không ngủ trưa là không có, không chống nổi. Dạ, em cầu nguyện nha. Hôm nay bà đây hồi nãy giờ bà không có ngủ được, anh chị em nghe được em không? Nghe. Dạ, em nguyện lời cầu nguyện. Ôi Chúa, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài. Ngài đã truyền tình yêu của Ngài, truyền bản tính của Ngài, sự công bình của Ngài, sự thánh khiết của Ngài trên đời sống cho anh chị em của chúng con, để cho chúng con mặc lấy Ngài. Chúa, chúng con biết ơn Ngài những sự dạy dỗ của Ngài cho chúng con, để cho chúng con được có mối quan hệ mật thiết tương giao với Ngài. Amen. Chúng con cảm tạ ơn khen Chúa. Hôm nay chúng con cầu nguyện cho nhu cầu của nhau, và Chúa nhìn thấy tất cả những nhu cầu của chúng con rồi, là điều mà chúng con muốn thưa trình lên Ngài. Và chúng con biết ơn Ngài trong cái thời gian này Ngài đang trang bị cho từng anh chị em của chúng con. Chúng con đang có được ân điển của Ngài. Chúng con tiếp bắt ân điển này để là người của Ngài, thì Ngài trang bị cho từng anh chị em của chúng con, trang bị bản chất của Ngài ở trong mỗi anh chị em của chúng con, để cho chúng con có bản chất của Ngài, bản tính của Ngài. Mỗi ngày chúng con học được sự khôn sáng của Ngài dạy dỗ cho chúng con, để trong những tất cả những cái nan đề trong đời sống của chúng con, Ngài chỉ dẫn cho chúng con biết cách giải quyết chính nan đề đó, và Ngài cho chúng con được khôn lớn, để chúng con khi chúng con ra đi, chúng con cũng là những câu trả lời cho những con người, cho thế gian. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa chỉ dẫn cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm. Nguyện tình yêu của Ngài, nguyện sự bình an của Ngài cai trị trong lòng của từng anh chị em của chúng con. Và chúng con cũng trình lên cho cha công việc của người thầy giáo của chúng con,
trong lòng mà Chúa đã đặt để trong lòng của người thầy giáo của chúng con những bí mật, những bí nghiệp thâm sâu. Xin Chúa cho độ thần của Ngài xuống đầy dẫy trên ông, để ông được ghi chép ra những điều để những điều mà Chúa tỏ bày cho ông, để đó là những cái cơ nghiệp và những cái tài sản cho những dòng giống và thánh sau này. Chúa xin Chúa cho ông hoàn thành tất những cái sách vở mà Chúa đã đặt để trong lòng của ông. Con tin chắc rằng tất cả những trong đời sống của ông nữa là những công việc giấy tờ, xin Chúa cũng hoàn tất những cái công việc đó cho ông và cho chúng con đây là những nhu cầu trong cái đời sống mà thiêng liêng cho con cái của chúng con, cũng như là chính bản thân của chúng con nữa. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, chúng con biết ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Mời mọi người đứng lên nhé. Để đây để con làm cho bây giờ mà nằm xuống đi nhé, đừng đứng lên đi nữa nhé. Tối rồi, khuya rồi, nằm xuống đi. Ăn đây. Ăn Chúa. Cảm ơn chị Hương. Để đây. Dạ vâng. Chị bé cũng muốn công việc chị bé ơi. À, nằm xích vô, nằm xích vô. Nằm xích vô. Chị bé xích vô, chị bé. Chị bé muốn công việc chị bé. Rồi nhắm mắt vô ngủ đi nhé. Ừ. Alo, chị bé muốn không gọi chị bé ơi. Chị bé nghe được không? Chị bé có nguyện không chị bé ơi? Alo, có. Ừ. Chào mục sư, chào anh chị em. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Cảm ơn Chúa một ngày mới bình an. Cảm ơn Chúa một ngày mới tốt lành. Hallelujah, Chúa. Ngài chúng con dâng lời cầu nguyện đến với Ngài. Dâng hết tất cả những tâm tư, nguyện vọng, ước muốn của chúng con lên cho Ngài. Bởi vì lời Chúa cũng có chép rằng mọi mưu toan trong lòng người nhưng sự làm thành ở nơi Đức Chúa Trời. Chúa ơi, con biết rằng những điều mà chúng con cầu mong thì Ngài sẽ đáp lời trong sự tốt lành của Ngài. Chúa ơi, mọi nan đề, mọi vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của chúng con, con xin dâng hết lên cho Ngài. Xin biết Chúa Giêsu bao phủ và tẩy sạch trong danh Chúa Giêsu Christ mọi cuộc sống của chúng con, người nhà, người thân, con cái của con, chồng con của con, mọi mối quan hệ trong gia đình của chúng con. Xin dâng hết lên cho Ngài. Xin biết Chúa Giêsu và rửa sạch và bao phủ. Hallelujah, Chúa ơi. Trời ơi, con rất cần Ngài, Chúa Thánh Linh ơi, con rất cần sự giúp đỡ của Ngài, Chúa Thánh Linh ơi. Con nói rằng con bất lực, con nói rằng con không làm được bất cứ điều gì nếu không có sự giúp đỡ của Ngài, Chúa ơi. Bởi vì mọi sự cố gắng, mọi sự công việc làm của chúng con đều không đem lại lợi ích gì cho chúng con cả. Bởi vì mọi vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của chúng con, những rắc rối, nhưng mà chính bản thân con không thể nào tháo gỡ được. Cha ơi, xin Ngài giúp đỡ con, xin Ngài làm thành những công việc trong hôn nhân của con. Chú ơi, con bất lực, con không làm được. Chú ơi, con xin Chúa giúp đỡ để cho vợ chồng con cái của chúng con có một sự hòa thuận, có một sự yêu thương trong tình yêu của Đức Chúa Trời, cũng như trong tình yêu của chúng con như từ thời ban đầu đến với nhau. Hallelujah, Chúa ơi. Trong danh Chúa Jesus Christ, Ngài cũng nói rằng
Con nhân danh Chúa con sẽ làm được mọi sự, nhưng con đã cố gắng rồi Chúa ơi, trong con vẫn còn có một sự thiếu sót nào đó, xin Ngài hãy giúp đỡ con. Trong con vẫn còn có một cái sự yếu mềm nào đó, trong con vẫn còn có một cái sự nào đó mà chưa hoàn thành nhiệm vụ của một người, xin Ngài xưa tha thứ tội vậy. Và con không làm được điều đó, con dâng hết lên cho Ngài. Hallelujah Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Con biết rằng Ngài đã nghe hết lời cầu nguyện của chúng con cũng như anh chị em của chúng con. Hallelujah Chúa ơi, xin Ngài đụng chạm qua quyền năng của Chúa Thánh Linh, xin Ngài tháo gỡ trong mọi sự khúc mắc trong cuộc sống hôn nhân gia đình của chúng con. Hallelujah, hallelujah. Con cũng xin Ngài chẳng những gia đình của riêng con mà gia đình của tất cả anh chị em của chúng con, gia đình của mục sư, gia đình của em Phương, gia đình của anh Trung và hai đứa em của con ở bên Việt Nam, Nam và Hiếp nữa. Cho mọi người đều có một cái vấn đề trong cuộc sống hàng ngày mà chính bản thân của chúng con cũng phải giúp, cũng còn chưa làm được, thì chúng con nói rằng chúng con không làm được và chúng con bất lực, chúng con dâng lên cho Ngài, chúng con hạ mình trước mặt Ngài để giao hết mọi vấn đề trong cuộc sống của con, của những người nhà người thân của con cho Ngài. Hallelujah Chúa ơi, mặc dù chúng con biết rằng trong cuộc sống của chúng con có những cái nan đề đó là do chính bản thân của chúng con không kiềm chế được những con người cũ của chúng con, những bản tánh xấu xa ích kỷ của chúng con để gây cớ giáp phạm cho Satan ma quỷ, nhưng điều đó không chống lại được với Đức Chúa Trời, chống lại được với quyền năng của Đức Chúa Trời. Trời ơi, con hạ mình xin ăn năn rồi, con không hạ mình xin Ngài đụng chạm, xin Ngài nhúng tay vào. Trời ơi, con buông hết, con buông bỏ hết, con không còn tự mình làm điều gì nữa cả, con dâng hết lên cho Ngài Chúa ơi. Hallelujah Chúa ơi, và xin Ngài cũng dẫn dắt con để con phải làm gì Chúa ơi, Ngài chỉ dạy con để con phải làm gì Chúa ơi. Hallelujah, mặc dù con nói rằng Chúa làm nhưng Chúa hãy dạy dạy con để con biết làm như thế nào Chúa ơi. Hallelujah, hallelujah, con cảm ơn Chúa, con ngợi khen Chúa. Con biết có gì hơn, chỉ biết hạ mình trước mặt Ngài, chỉ biết dâng hết lên cho Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm ơn chị em cầu nguyện. Ô đơn sư, chúng ta cầu nguyện cho nhu cầu của nhau. Thì mục đích cầu nguyện cho nhu cầu của nhau để làm gì anh chị em? Nam ơi. Mục đích cầu cho nhu cầu của nhau để làm gì? Mà Đức Giê-hô là đứng chăm sóc tôi rồi mà. Tại sao tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì mà tại sao vẫn cầu nguyện cho nhu cầu của nhau thế nào? Một tâm tình ạ. Amen. Vâng. Khi mình cầu nguyện nhu cầu của nhau đấy, không nhu cầu của mình nhé. Đây không là nhu cầu của mình mà là nhu cầu của nhau đấy. Là chúng ta đang hiệp lại với nhau đấy, anh chị. Để có một tâm tình đứng Christ mà, để mặc với sự yêu thương và dây liên lạc sự trọn lành đấy, hiệp lên một thể đấy. Để Chúa rất mong muốn là để hội thánh của Chúa là một mà như Cha với Chúa Con, lấy bản tính của Chúa Trời là sự hiệp một, Chúa Cha, Chúa Con, Đức Thánh Linh là một. Và chúng muốn khi ta cầu nguyện cho nhau đấy, không phải cầu nguyện nhu cầu của mình nhé. Cái nhu cầu của mình thì mình người khác cầu nguyện cho mình, thế là hỗ trợ nhau thôi. Thông thường là chúng ta hay cầu nguyện nhu cầu bản thân mình. Khi mà chúng ta cầu nguyện cho bản thân mình đấy, thì chúng ta hay tập trung vào chính chúng ta. Và điều đấy là nó có thể đến một thái cực nguy hiểm, nó thái cực mà chúng ta trở nên ích kỷ, anh chị em ạ. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện cho nhau đấy, cầu nguyện nhu cầu của nhau đấy, thì chúng ta chuyển cái focus của mình sang cái nơi khác. Xong rồi chính cái điều đó nó làm cho cả cái đấy nó chuyển động. Anh em hình dung được không? Chỉ như một cái động cơ vĩnh cửu đấy. Cái nọ thổi cái kia, thế thôi, thế nó cứ chuyển động. Nhìn, chúng ta hình dung một vòng tròn này. Đấy, bây giờ tất cả mọi người nắm tay nhau nhé. Và đủn mỗi người đủ bên phải, người kia đủ bên trái. Thì cái vòng tròn chuyển động. Còn người nào chỉ đứng, chỉ cầu nguyện, tức là chỉ đứng dậm chân tại chỗ đấy, thì không có chuyển động gì cả. Có hình dung ra không? Không có chuyển động. Và không khi không chuyển động thì không có sức sống, không có sức mạnh trong đó. Và Chúa Trời của sự vận hành, của sự tiến bộ, của sự chuyển động. Nên Ngài muốn
để mà đẩy, để mà chúng ta cứ vận hành nhau. Và đấy cũng là điều mà làm cho ơn pháp nữa, vì là mang gánh nặng cho nhau, làm cho ơn pháp của Ngài mà. Khi mình cầu nguyện cho nhau đấy thì mình làm điều đó. Tất nhiên mình cầu nguyện cho cả bản thân mình nữa, chồng cầu nguyện cho cái nhu cầu của mình ấy, để mình nhìn xem cái bài học của Chúa để trong vấn đề đấy như chúng ta đã học rồi. Về chuyện giấy tờ thì nó sẽ để ý đến chuyện về hợp pháp ở đây, về chuyện ví dụ mình nhà cửa chuyển nhà hay tài sản gì đấy thì nó nói về chuyện cơ nghiệp của mình ở đây. Nếu chuyện gia đình ấy, hôn nhân ấy, thì nói chuyện về hội thánh, nói chuyện về quan hệ của mình với Chúa ở đây. Về chuyện sức khỏe của mình ấy, thì nói chuyện với sự phát triển tăng trưởng chính đời sống cá nhân của mình, tăng trưởng nhân cách của mình như là trong Chúa. Có nhiều bài học liên quan đến từng tín thì đấy là mình cảm nhận thôi. Còn khi cầu thay cho nhau là để hiệp lại với nhau, vì Chúa là mong muốn là một hiệp hội thánh, hiệp một của Ngài, tính hoàn vũ của Chúa là nàng dâu của Ngài. Ngài muốn hội thánh đấy là đúng là một thân thể thực sự đúng nghĩa của nó. Nên khi chúng ta cầu thay cho nhau đấy là chúng ta đang liên kết nhau để mà hiệp lại với nhau. Khi hiệp lại, khi chúng ta hiểu hiệp lại nhau, tức là chúng ta đồng tâm tình rồi, hiệp một thành một, thành tâm tình của Chúa. Và khi mà Chúa cho chúng ta cái nhu cầu nào đấy cho bản thân mình đấy, để cho mình không phải là để mình giải quyết nhu cầu của mình thôi đâu, mà cái nhu cầu nào của mình đấy để cho mình trải nghiệm cái tâm tình, cái cảm giác, cái trạng thái mà mình bị có cái nan đề đấy, để mình có thể thông cảm cho người khác, hiểu được người khác cũng nan đề như tương tự của mình đấy, thì họ cũng có cái tâm trạng, cảm giác sức ép, áp lực ít nhất như của mình hoặc có thể hơn nữa vì hoàn cảnh điều kiện người khác mình, nên mình chưa hiểu được cái trạng thái, cái hoàn cảnh họ đã rơi vào và cái áp lực họ khác như nào. Mình được nếm trải cái vấn đề đấy để mình hiểu được lòng người khác. Và khi mình được giải thoát ra đấy, tức là mình được một hay hai một người nào đó trong chúng ta ấy, mà được sự giải quyết của Chúa Trời đấy, thì điều đó để nhắc nhở rằng đấy cái cách giúp Chúa Trời giải quyết cho cả một cái complex đấy, cả một cái đội ngũ đấy, cả cái tập hợp hay hội thánh đấy, cái nhóm người đấy, hay là chúng ta ở đây đấy, để là cái sự gợi ý của Chúa Trời đấy, các con đang cầu nguyện nhu cầu của nhau mà, thành ra các con để các nhu cầu của tất cả nhu cầu ấy là của chung, là của chung. Thành ra khi ta xử lý một nhu cầu của một người, có nghĩa là xử lý nhu cầu của cả chung để cho gợi ý rằng đấy, cái người kia đấy cũng phải xử lý cách tương tự như vậy. Amen. Nam hiểu chưa Nam? Nam đâu rồi? Em bật mic lên. Nếu mà Nam cần đi chạy. Hiểu. Để khi Chúa trả lời nhu cầu của một ai đó, thì đấy cũng là một cách gợi ý của Chúa Trời. Một nhé, trong nhiều cách gợi ý của Chúa Trời về cách xử lý cái nhu cầu đấy của người khác nữa. Amen. Thí dụ như là trong chị anh chúng ta, ai đó cầu nguyện và xử lý được nhu cầu của gia đình đó, và những người khác ở trong nhóm đấy cũng có nhu cầu về nhân gia đình, cũng nhu cầu về hôn nhân, cũng vấn đề trong chuyện đó cần phải cầu nguyện để giải quyết. Thì khi nhìn thấy cái người mà được Chúa chúc phước và Chúa xử lý cái vấn đề về nhu cầu của gia đình ấy, thì nhìn qua đấy để mình học, để mình nhìn lại về phía mình. Đấy, đây là chúng ta cầu nguyện hiệp một với nhau, cầu nguyện trong sự thông hiệp, trong sự hiệp thành một thể mà. Thành ra là mình nhìn thấy cách giải quyết của Chúa ở cái người kia, cách thức giải quyết của người đấy, thì mình áp dụng cái điều đấy vào. Thí dụ người ấy thay đổi quan hệ của họ với Chúa ra sao khi họ không để cái nhu cầu vợ chồng hay là quan hệ cha mẹ lên trên hết, mà họ để quan hệ của họ với Chúa thế nào? Họ coi Chúa như cha không? Nếu mà họ đang nói về quan hệ cha con, mẹ con, họ có coi trọng cái thẩm quyền thuộc linh đấy không? Hay tiếp nữa, họ quan hệ với vợ chồng đấy, thì họ có coi Chúa Giêsu như là chồng, như Chúa của mình không? Để mà có quan hệ với vợ chồng, họ có trả giá với Chúa Giêsu không? Để quan hệ với vợ chồng. Để chúng ta nhìn thấy cái điều đấy để gợi ý cho mình, để mình phát triển chính bản thân mình. Amen. Để chúng ta càng lớn mạnh hơn, bởi vì tất cả các nhu cầu ấy
mục đích của nó khi là được Chúa gửi đến ấy, để ra mục đích là để cho mình mạnh thêm, chứ không phải để cho mình yếu đi. Chúa không có làm cái gì mà không có mục đích cả. Cái gì ngày mục đích của Ngài, mục đích của Chúa thì ý muốn của Ngài đấy là luôn là tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn mà. Nên khi mà nó đã đến đời sống của mình ấy, thì nó đều có ý nghĩa tốt vào đấy, mà Chúa muốn nó ý cực kỳ tuyệt, đứng sau cái nhu cầu đấy, đứng sau cái nan đề đấy. Một cái phần thưởng lớn ở đấy, nó được gói trong cái hộp mang tên là nan đề, nhu cầu. Thông thường những người yếu, những người không hiểu Chúa đấy, thì họ thấy nhu cầu nan đề là họ cầu nguyện là tránh xa. Đó, họ Chúa đưa một cái phần thưởng ở đấy trong một cái gói mang tên là nhu cầu, một gói nan đề, một cái hộp như vậy. Thì những cái người yếu đuối hay không hiểu Chúa thì họ ô tránh bỏ không muốn điều này. Thì những điều đấy họ không bao giờ, những người kiểu đấy họ không bao giờ trọn vẹn được, anh chị em ạ. Họ không hiểu được Chúa, nên họ không tăng trưởng được. Nếu họ có tăng trưởng cái mức độ con trẻ cứ đi đạch nữa, cứ đi đạch, cứ 1, 2, 3, 4, 5, 7 đến đội thánh, thậm chí là mục sư 7, 4, 8 năm nữa thì vẫn là lạch đạch, vẫn là con trẻ, vẫn là con đỏ trong Chúa, mặc dù là nhiều năm, 5, 7 năm là mục sư rồi, giảng lời Chúa nhiều rồi. Nhưng mà khi mà họ thái độ của họ vẫn đang đề đấy, thái độ họ với nhu cầu đang đề đấy, và như vậy đấy, tức là vẫn thái độ con trẻ, cũng như tư duy của con trẻ, chứ không phải tư duy của người trưởng thành rồi. Tại vì chúng ta biết là tìm Chúa là chúng ta không có sống lâu lên lão làng, mà không có chuyện như thế. Vì Chúa có quy định, có cái luật của Chúa rất hay, đó là kẻ đầu xuống tốt, đấy, mà kẻ tốt lên đầu đấy, bởi phụ thuộc vào cái tình trạng, cái sự sắc khao nóng cháy của người ấy thôi. Chứ không có chuyện là người ấy, tôi cầu nguyện nhiều hơn thì tôi đến hội thánh đông hơn, tôi đến hội thánh lâu hơn, tôi giảng lời Chúa nhiều hơn, tôi ở chức vụ mục sư nhiều hơn thì tôi phải hơn ông. Cái đấy nó một phần nhỏ thôi, một khía cạnh nào đấy nó đúng một phần thôi, nhưng nó không phải là tổng thể được. Nếu mà họ có thời gian nhiều như thế, nhưng mà đang trải nghiệm thực sự, trải nghiệm sống động với Chúa đấy, thì nó sẽ kinh nghiệm tốt hơn. Nhưng nếu mà thời gian nhiều hơn, thế như toàn thời gian chết, thời gian toàn bị đọng lại không đúng đấy, thì thậm chí thời gian càng nhiều đấy, thì nó lại càng tai hại cho người đấy, bởi người ấy bị bệnh tụ linh, người đấy bị bệnh còi xương tụ linh, thì người lại càng chậm phát triển hơn người khác. Khi chúng ta cầu nguyện nhu cầu đang đề cho nhau thì thông thường nhiều khi là chúng ta nghe một cái nhu cầu của ai đó. Nếu ai đó, cái con người xác thịt ấy, nó sẽ nổi lên, nó bảo đấy, ai bảo không nghe lời Chúa mà, ai đã nói rồi mà không nghe mà đấy, nó sẽ kiểu như có sự mà phán xét như vậy, chưa? Nó sẽ nổi lên cái chuyện như thế. Nhưng Chúa nói là hãy có lòng thương xót, hãy có lòng thương xót người anh, người chị, người em, người con, người cha, người mẹ, anh, người đó đấy mà nó có nhu cầu như của mình. Tại vì mọi cứ ngồi dậy làm gì nhá, ngồi nhá, ngồi nhá, không sao, không có, thì chú chúc lành cho mọi nhé, ngủ đi. Amen, chúc lành cho mọi, cho mọi người. Anh Chúa. Nên là chúng ta có cái lòng thương xót, khi thấy nhu cầu của nhau đấy thì thấy sự thương xót. Chúa đang dạy chúng ta sự thương xót khi chúng ta nhu cầu, tức là người nào đó đang có nan đề mà, người đó đang có tai họa, đang có cái hiểm họa ở đấy. Đấy thì Chúa đang muốn muốn rèn tập cho chúng ta cái đức tính của Ngài, lòng thương xót. Khi nhìn thấy cái người anh, người chị, người em của mình có nan đề đấy, thay vì cái chuyện là đấy, ai bảo không làm, ai bảo bướng, ai bảo lười, ai bảo là ngu, ai bảo là dại, ai bảo không nghe tôi, không nghe người đó người kia, mà trước hết đấy, chúng nói là hãy mặc lấy tình yêu thương, lấy nó thương xót, còn hãy có thương xót thì thương xót đỉnh cao tình yêu thương rồi. Nên chúng nói trên hết mọi sự đó phải mặc tình yêu thương, rồi trên hết tất cả cái sự mà chúng nói nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục đấy, vân vân, đều tất cả thứ đấy, thì chúng nói là phải tình yêu thương. Thế mình nghĩ người như mình, có lòng thương xót đấy, chúng nói hãy có lòng thương xót, hãy có lòng thương xót. Nội tại chúng ta mang tên lòng thương xót của Chúa đó, sự thương xót của Thiên Chúa đó, mà năm nay là năm của lòng nhân từ, thương xót của Chúa đó, để chúng nhấn mạnh chuyện này thương xót. Thì tôi nhìn thấy ai đấy thì chúng ta phải có sự đồng cảm để thương xót, thấy sự thương xót họ, cảm thông cho họ. Và cái khi chúng ta cảm thông, chúng muốn cái nhu cầu của chúng ta đấy được hòa tan với cả của người khác nữa, và cái nhu cầu của mỗi chúng ta đấy, Chúa dùng đấy để mà làm cho lòng của người khác trong đội ngũ chúng ta đấy cũng được trải ra, cũng được tan ra, cũng có sự cảm thông để họ mặc lấy cái nhu cầu đấy như là nhu cầu của chính họ, để mặc lấy tâm tình của Chris. Bằng cách đấy đấy thì cái khối nhất thể này nó lên rất mạnh, anh chị em ạ. Một người đuổi được hai người,
một người đuổi được 1.000 người như hai người đuổi được cả muôn người, 10.000 người. Thì khi hai người này mà họ hiệp thông với nhau thực sự như thế đấy, trong sự đồng cảm đấy, không chỉ chuyện vui thôi đâu mà cả chuyện buồn nữa, cũng như tất cả mọi sự khác nữa, đồng cảm với nhau, thì là cái sự mà tổng hợp đấy là lời cầu nguyện hay là hành động của họ rất là mạnh. Đấy là nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Nên Chúa rất muốn để sự hiệp một với nhau. Ma quỷ thì nó muốn phân rẽ nhau thôi, nó cứ phân rẽ Đức Chúa Trời ra khỏi con người, nó cũng muốn phân rẽ. Nhưng Chúa thì muốn là hiệp lại tất cả mọi thứ, ngay cả hội thánh Chúa là sự hiệp hội thánh, là sự tóm mọi sự trong mọi loài, là Chúa hiệp tất cả lại mọi sự trong hội thánh, mặc dù có sự khác nhau về ý tưởng, khác nhau về một số cái sự thiên, sự gọi là yêu thích về hệ thống giá trị, người thích cái này hơn, người thích cái kia hơn, một số tính cách khác nhau. Thế nhưng mà tất cả đấy nó trở thành một khối phong phú, thành một cái tổng hợp, chúng muốn để cho thể hiện cái sự phong phú đa dạng của Chúa Trời ra sao. Khi mà nhìn vào cái tạo vật của Ngài đa dạng phong phú đấy, thì mình cũng nó phản chiếu ra cái một cái phần nào đó sự đa dạng phong phú của tạo hóa, để thấy được tạo hóa là tuyệt vời ra sao, để Chúa được vinh hiển. Chúng tạ ơn Chúa lời của Ngài, tạ ơn Chúa vì Ngài đặt để chúng con để cầu thay nhau, Chúa. Chúng con không phải là những kẻ để mà xét đoán nhau, hay dạy bảo nhau theo cách thiên hàn, Chúa, nhưng chúng con người nâng đỡ nhau, Chúa. Chúng con đứng canh cho nhau, Chúa, và trông đỡ nhau, Chúa. Nghe ai mà ngủ thì chúng con đứng thức canh, Chúa, để cho tất cả chúng con đều được thức canh tỉnh thức cả, Chúa. Ô ra sa vì mất cả chúng con, ai có sự yếu đuối của riêng mình, Chúa ơi, ai sự lõa lộ trần truồng riêng mình, Chúa. Ô ra sa ca đa bê ai có sự ngủ gục của riêng mình, Chúa. Nhưng khi chúng con hiệp lại thành khối nhất thể, Chúa ơi, ô chúng con biết liên tưởng cho nhau, Chúa. Ô thì khiến nếu ai đó ngủ thì có người khác thức, Chúa ơi, và điều đó khiến cho cả toàn bộ cái thân thể chúng con được thức cả, Chúa ơi. Ô ra sa ca đa bê để kẻ thù của Ngài nó không thể là gieo được cỏ lùng vào trong đám ruộng mà chúng con đã gieo, Chúa. Trong danh Chúa Jesus Christ, chúng tạ ơn Chúa với tất thể các nan đề nhu cầu của nhau, Chúa. Để tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có cơ hội để mà mặc lấy tâm tình của Ngài, Chúa, mặc lấy chính tâm tình của nhau, gánh tay gánh nặng cho nhau làm trọn luật pháp của Ngài. Đại Chúa, tất cả nhu cầu của mỗi chúng con, Chúa dâng trình cho Ngài, Chúa. Nhu cầu về vợ, về chồng của chúng con, Chúa. Về con cái của chúng con, nhu cầu sức khỏe chúng con, nhu cầu giấy tờ chúng con, của cá nhân cũng như là của hội thánh, Chúa ơi. Nhu cầu về tiền bạc, về tài chính, về nơi ăn chỗ ở, Chúa, về sức khỏe của tất cả chúng con, Chúa. Đất sắc cả đang nhu cầu về con cái, của anh chị Hương Hậu, Chúa. Đất sắc cả đang bao nhu cầu về cha mẹ của anh chị Hương Hậu, Chúa. Nhu cầu về cha mẹ của anh chị Trung Chi, con cái của anh chị Trung Chi, nhu cầu cha mẹ của em Thủy, con cái của em Thủy, Chúa. Urasa nhu cầu về vợ chồng nữa, Chúa. Urasa Kadaba nhu cầu sự cứu rỗi của từng người thân của chúng con. Nhu cầu của chị bé, Chúa, về chồng, về con. Urasa Kadaba về cha mẹ, Chúa. Nhu cầu của hiến của nam, Chúa, về cha, về mẹ. Urasa Kadaba về nhu cầu của con. Về cha mẹ, về vợ, Chúa. Về nơi ở, Chúa, về giấy tờ. Tất cả nhu cầu chúng con, Chúa. Chúng hiệp lại thành một khối, một khối nhất thể, Chúa. Như chúng con một khối nhất thể, nên tất cả nhu cầu chúng con cũng được nguyện thành một khối, Chúa. Và chúng con cầu nguyện để giải quyết nó, Chúa ơi. Trước khi mà giải quyết nó, Chúa mặc lấy tình yêu thương của Ngài, Chúa ạ. Chúa mặc lấy lòng yêu thương và sự dây liên lạc, sự trọn lành của sự đầy trọn của Chúa Trời, sự trọn vẹn của Chúa Trời, Chúa ạ. Sự yêu thương của Ngài chính là cái sự dây nó kết nối lại chúng con trong sự trọn lành của Ngài, Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa qua lời của Ngài để dạy chúng con, biết liên lạc với nhau, bằng sự yêu thương, để khiến chúng con nên trọn lành, khiến chúng con trở nên trọn vẹn như Cha trên trời chúng con trọn vẹn vậy, Chúa ơi. Chúa ơi, này ban cho sự bình an, không phải để chúng con vui thỏa, không phải để chúng con thích thú, Chúa ạ, nhưng sự bình an này ban chúng con, mà chúng con được gọi đến để hiệp lại thành một thể, Chúa ạ. Sự bình an này ban chúng con, này ban cho cá nhân ai đó, chẳng phải chúng con vui thỏa và sung sướng với sự bình an đó, để yên nghỉ sự bình an đó, Chúa ạ. Nhưng sự bình an đó ngày ban
bàn chúng con, ô để chúng con hiệp nhau thành một thể trong Ngài, Chúa ạ. Ô đã để chúng con nhìn thấy người khác mà bất an, Chúa ạ, thì chúng con biết chuyển cả sự bình an cho người khác, Chúa ơi. Ô đã cả để chúng con biết lo tưởng cho nhau, Chúa ơi. Shakadabra trong sự thương xót của Ngài. Ô đã sẵn cho mặc lấy tất cả bản tính của Ngài, Chúa ạ, và bản tính vốn có con người mới xin là thánh chủ Ngài, lòng thương xót, để lòng nhân từ, để lòng khiêm nhường, ô nhịn nhục mềm mại, Chúa ạ. Shakada đó sự nhường nhịn tha thứ, ô đã sẵn đó sự yêu thương, ô đó sự bình an, đó sự tạ ơn biết ơn, Chúa ạ, trong danh Chúa Jesus đó sự ngợi khen Ngài. Hallelujah. Shakadabra bình vui chôn cảm tạ ơn Cha và tất cả mọi hoàn cảnh, Chúa ạ. Mình chúng con nhìn thấy ô trong một hoàn cảnh đó là ô có ý của Ngài trong đó, chưa ạ, ý muốn của Ngài đối cùng chúng con với hội thánh trời thương của Ngài, đặc nhiệm này luôn luôn là tốt lành đẹp lòng trọn vẹn cả, Cha. Hallelujah. Con cảm tạ ơn Cha về từng cái lan để nhu cầu về gửi đến trên mỗi cá nhân chúng con, ô trên mỗi gia đình chúng con, chưa ạ. Ô ra sa ca để khiến chúng con được tập dượt luôn, chưa ạ. Mỗi cái lan để nhu cầu đó nó khiến chúng con tỉnh thức trong Ngài, chưa ạ. Mỗi lan để nhu cầu đó nó nhắc lại chúng con rằng chúng con không phải Chúa Trời. Ô ra sa ca đa ba mà Ngài mới là Chúa Trời. Tất cả lan để nhu cầu đó để nhắc lại chúng con rằng chúng con không được bao giờ có phép được ô trông cậy vào xác thịt, trông cậy thế gian, ô trông cậy vào Edito Babylon, trông cậy vào ngựa xe của nó. Ô ra Sakadabana để nhu cầu ô của thể của chúng con, cho nhắc nhở chúng con ô về cái hình phạt con người cũ, chưa con người Babylon cũ đấy nó không thể nào ô ra Sakadabana có thể hoàn thiện được. Ô ra Sakadabana của tất cả các nan để nhu cầu đó, ô ra Sakadabana đó là cái gợi ý rằng cái hình phạt của nó đó, ô chính là cái hậu quả của nó, hậu quả của tội lỗi, hậu quả của con Babylon đó, chưa để nhắc nhở chúng con ô để chúng con tỉnh thức, Chúa, để chúng biết mình là ai trong Ngài, để chúng biết kẻ thù của mình là ai, nó rình rập ra sao, Chúa. Ô kẻ thù là ma quỷ, kẻ thù là con người cũ. Ô là Sakada để chúng có ô những cách thức hành xử một đó thích hợp như ý của Ngài, Cha, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Sakada barabudu, Chúa ơi. Ô tất thảy nhu cầu mọi nan đề, Chúa. Ô Ngài cho chúng con đó, Chúa, nó cũng chúng ta cửa ngõ, nó chuyên tiếp điểm chúng con để chúng bước vào lĩnh vực ô đa sa về hôn nhân, về gia đình, về sức khỏe, về giấy tờ, về tài chính, ô về mọi mối quan hệ khác nhau, Chúa ạ. Urasa karababuji để Chúa dạy dỗ chúng con, ô tập dượt chúng con để chúng con trở nên mạnh mẽ, để chúng con trở nên có ô sự khôn ngoan, sự thông sáng và kỹ năng ở trong kỹ năng điêu luyện, Chúa, ở trong từng cái lan để nhu cầu đó, Chúa ơi. Để khi chúng con giải quyết nhu cầu của mình, nhu cầu của nhau, Chúa ạ, chúng con trở là một cái chiến binh thực thụ của Ngài, một ô đặc nhiệm thật sự của Ngài, Chúa ạ, một lính đặc nhiệm tinh nhuệ của Ngài, Chúa ạ, để chúng con có thể giải quyết được cái nhu cầu đó của xã hội, của thế gian, Chúa ạ. Ô để thực sự là người mang sự sáng của Ngài đến, mang cuộc trả lời của Ngài đến cho toàn thế giới này, Chúa ơi. Ô để thực sự là khi người ta nhìn chúng con, người ta thấy sự trả lời Chúa Trời, để thực sự mỗi chúng con là câu trả lời sống động của Chúa Trời, ô cho họ, Chúa ạ. Ô để họ nhìn thấy chúng con, họ nhìn thấy Ngài, Chúa ạ. Ô họ động chạm chúng con, Chúa ạ, họ động chạm với Ngài và Ngài giờ chạm, Chúa ạ. Ô và nếu Ngài đã giờ chạm rồi, ô thì tất cả đất đá phải tan chảy, Chúa ơi. Nếu Ngài giờ chạm rồi, Chúa ạ, ô thì chẳng cái lòng bằng đá nào có thể đứng nổi được, Chúa ạ. Đất thể đá nó phải chảy hết, Chúa ạ, trong danh Jesus. Ora sakada bara burusi chikana bara para sakada bari bilese chido ora saka. Vậy Cha dấu yêu, con cảm tạ ơn Cha không thương, Chúa, về từng nan đề, từng nhu cầu của chúng con, Chúa. Ora sa vì chúng con tiếp nhận, cho hiểu rằng chính cái nan đề nhu cầu đó Ngài đưa chúng con, để nó là một trong hệ thống giá trị mà Ngài đưa cho chúng con đó, Chúa. Urasakara, đó là cái giá trị của vương quốc Chúa Trời, cái giá trị sự đau khổ, giá trị của nan đề, giá trị ô của cả sự thất bại nữa, Chúa. Urasakara để chúng con, ô nó chính là ô cái vốn của chúng con trong sự thành công, cái vốn chúng con trong việc rèn tập ý chí của mình, Chúa, để chúng con luôn không bao giờ đầu hàng, Chúa. Ô nếu không bao giờ phó thác số phận mình cho hoàn cảnh hay cho thế gian này, Chúa ạ. Urasakadabarabulu cho cảm tạ cho nan đề, cảm tạ cho nhu cầu, ngợi khen Chúa, ô tạ ơn Ngài về các nhu cầu của mỗi chúng con, tạ ơn Chúa nhu cầu của toàn thể chúng con, Chúa ạ, tạ ơn Chúa các nan đề của toàn thể chúng con, Chúa ạ. Sakadabarabulu, ô là chúng con làm nó trở thành hệ thống giá trị mà không thiếu được của mình, Chúa ạ. Ô trong danh Chúa Jesus, Sakadabarabarasakadabulu urosogalabadri imparasa. Urasang vì tất cả nan đề nhu cầu đó nó giúp các cơ bắp thuộc linh chúng con được ô luôn căng ra, Chúa ạ, nó giúp cơ bắp thuộc linh chúng con luôn được ô tăng trưởng, Chúa ạ. Urasakadabarasakadabulu Sakadabara Sakadabara, ô chúng cảm tạ anh Cha, ô chúng ngợi khen người thật nhiều, Chúa ạ. Ô người sự khôn ngoan của Ngài đầy ngập trên chúng con, Chúa ạ.
như lời của Chúa được đẩy trong lòng chúng con, và chúng con được dư dật mọi sự khôn ngoan của Ngài, Chúa ạ. Để sự khôn ngoan đó, chúng con biết bóc tách và biết xử lý từng tình huống ô ra xa trong mỗi cá nhân chúng con, mỗi nhu cầu của bản thân chúng con, Chúa ạ. Trong danh Chúa Giêsu, hallelujah, sakadabu, để chúng con làm gương cho nhau, Chúa ạ. Để chúng con biết trợ giúp cho nhau trong việc ô xử lý tất thể mọi năn đề nhu cầu của mình, Chúa ạ. Ô ra sakadabu, để mặc lấy hoàn toàn sự khôn ngoan, sự thông sáng, sự mạnh sức của Ngài, Chúa ạ. Trong danh Chúa Giêsu, ô ra sakadabu. Hỡi Đức Chúa Trời, yêu dấu chúng con, hỡi thần khôn sáng, thần tỏ ra của Ngài, Chúa ạ, đầy ngập cho chúng con, Chúa ạ, đầy ngập chúng con sự tỏ ra thiêng liêng của Chúa, để chúng con nhìn thấy, nhìn thấy tất thảy của chúng con, Chúa ạ, không phải chúng chỉ nghe lời chia sẻ chúng con thôi đâu, Chúa ạ, nhưng bản thân chúng con phải nhận được sự bày tỏ của Ngài, Chúa ạ, như thể Phi-e-rơ đã nhận sự bày tỏ từ Cha Thiên Thượng, Chúa ạ, về cách giải quyết của nan đề nhu cầu, Chúa ạ. Ô, tất thảy điều chúng con nói ở đây, chia sẻ ở đây chỉ là nói với tư cách như con người với nhau thôi, Chúa ơi. Ô, ra sạch cả bằng những nguyện tất cả lời đó, Chúa ạ. Ô, mang đến cái sự bày tỏ, mang cái sự tỏ ra, Chúa ạ, tỏ ra quyền pháp của Chúa Trời đến trên anh trẻ chúng con để họ nhận thức được điều đó, Chúa ạ. Ô, trong sự mặc khải, trong sự tỏ ra, Chúa ạ, bởi dân sự mà không có mặc khải, không sự tỏ ra sẽ phóng túng, sẽ bị phóng tứ, Chúa ạ, sẽ bị lộn đảo, sẽ bị lung tung lộn xộn hết cả lên, Chúa ơi. Ô, ra sạch cả bằng những kiến thức, ô, mà nó không phải sự bày tỏ, nó vô ích, Chúa ơi, nó chẳng phải mang cái gì giá trị gì cả, vì cái kiến thức mà không có sự bày tỏ thì nó không thể có cơ hội để trở thành thịt được, Chúa ạ. Orasakarabala, cái kiến thức nó chỉ có thể thành thịt được khi kiến thức nó trở thành sự bày tỏ, nó sẽ sự giác ngộ. Ô, cho chúng con, mỗi chúng con, Chúa ạ. Orasak thì nó mới có khả năng, nó mới có cơ hội để trở thành thịt được, Chúa ơi. Shaka, vì vậy cầu nguyện, ô, để mọi nhu cầu, mọi nan đề mỗi chúng con, Chúa ạ, là một sự bày tỏ của Ngài, Chúa ạ. Sakadabara, một sự bày tỏ của Ngài trong chúng con, Chúa ơi. Ora sakadabara 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 sakadabara, thần khôn sáng của Ngài sẽ bày tỏ Ngài, Chúa ạ. Ô, đến trên chúng con để chúng con quang chịu đó, nhận biết Chúa, nhận biết được bản thân mình, nhận biết sức mạnh thiền định của mình, nhận biết sự kêu gọi của mình, và nhìn thấy cái sự trông cậy, sự kêu gọi vĩ đại đó, Chúa ạ. Ô, và qua đó mà nhìn thấy cơ nghiệp đồ sộ mà Ngài dành chúng con trong từng trời, Chúa ạ. Qua các nan đề nhu cầu đó là các cửa ngõ để chúng con có thể là tiếp cận vào các nan đề nhu cầu, Chúa ạ. Đó là cửa ngõ mà chúng con rèn tập các hệ thống giá trị nước trời mà Ngài ban chúng con, Chúa ạ. Và chỉ có qua hệ thống giá trị đó, chỉ có tình Cha con như Chúa Cha chúng con đó, Chúa ạ, thì chúng con mới có thể truy cập được đến tất thể cơ nghiệp mà Ngài dành chúng con trên tầng trời, Chúa ạ. Trong danh Chúa Jesus Sakadabadabudurujirabe Ezakadabrayu, Orasakadabre, nên tạ ơn Cha về các nan đề. Orasakad, Chúa ơi, ô, nguyện của chúng con được nhận thức rằng tất cả các nan đề nhu cầu nó là phần không thể thiếu được trên đời sống của chúng con trên đất này, Chúa ạ. Ô, để chúng con không bóc, chúng con không quản nó đi bao giờ cả, Chúa ạ. Để chúng con trân trọng các nan đề nhu cầu, Chúa ạ. Vì ô, tin lành Ngài ban chúng con tin lành quyền phép, tin lành chọn lành, chọn lành, chọn lành, Chúa ạ. Orasakadabra, hội thánh tin lành, ô, hội thánh, ô, cơ đốc tin lành trọn vẹn, Chúa ạ. Tin lành trọn vẹn, Chúa ạ. Ô, phúc âm trọn vẹn, Chúa ơi. Ô, có nhiều người họ xưng hội thánh là phúc âm trọn vẹn, Chúa ạ, nhưng thực ra là lệch lạc và khập khiễng và thiếu vẻ quạt đu mùi đủ kiểu, Chúa ạ. Ô, nhưng Ngài muốn chúng con thực sự là hội thánh tin lành phúc âm trọn vẹn của Ngài, Chúa ạ, để chúng con tiếp nhận tất cả mọi điều, Chúa ạ, mà Ngài đã cho phép xảy ra để sống chúng con, Chúa ạ. Ô, và nhìn nó, giải quyết nó theo cách của Ngài, trong sự khôn ngoan Ngài, nhìn nhận như cách Ngài nhìn nhận, hiểu như cách Ngài hiểu, Chúa ơi, và xử lý như cách Ngài xử lý, Chúa ạ. Trong danh Chúa Giêsu Shakadabadabi, vậy chúng con tiếp nhận lấy tất cả sự năng để nhu cầu như cái hệ thống giá trị mà chúng con cần phải có để rèn tập bản tính chúng con trong Ngài, Chúa ạ. Ora sakadabri sakadabri sakadabri, như Chúa Giêsu đó, Chúa ơi. Ora sakad, Ngài tiếp nhận lấy cả cái sự ora sakad hình phạt đó, Ngài tiếp nhận lấy cả những đòn roi đó, ora sakad, Ngài tiếp nhận lấy cả cái vết thương trên lòng bàn tay Ngài mà đến giờ, Chúa ạ, cái vết thương đó, ô, cái lỗ thủng ở trên tay trên chân của Ngài vẫn còn đó, Chúa ạ. Ô, Ngài vẫn giữ đó, Chúa ạ. Ô, Ngài vẫn đẹp đẽ quyền năng, Chúa ạ. Nhưng khi Ngài sống lại, ô, Ngài không làm biến mất tất cả các vết thương đó đi, Chúa ạ, nhưng Ngài để vết thương đó trên thân thể của Ngài, Chúa ạ. Ô, vì Ngài coi được vết thương đó chính là, ô, cái kỷ niệm của Ngài, Chúa ạ, đó chính là cái hệ thống giá trị của Ngài, Chúa ạ. Ô, rasakadabarabri, mà Ngài đã làm một cách kỳ diệu ở trong cõi sáng tạo này một lần nào đó, Chúa ạ, một lần nào đó, ô, ở trong cõi đời đời, một lần nào đó ở trong thế giới, ô, thế gian này, Chúa ạ, Ngài đến, Chúa ạ, và Ngài làm một cái sự kỳ diệu trong cả cõi sáng tạo này, Chúa ạ, và sự kỳ diệu đó đóng ấn ở trên thân thể của Ngài là cái vết đinh
trên tay ngài đó, Chúa ơi. Ô là sự cái lỗ thủng trên tay ngài đó, Chúa ạ. Sa can đó ngài làm thành hệ thống giá trị của ngài, Chúa ạ. Ô là sự và nhờ cái giá trị đó, ngài khoe được cả phô ma, ngài khoe được cả những sứ đồ, những học trò của ngài. Ô những kẻ mà nghi ngờ, ô về ngài, Chúa ạ. Thì nhờ cái hệ thống giá trị đó, nhờ cái vết thương đó, Chúa ạ. Ô mà khẳng định được cái đức tin cho những kẻ mà nghi ngờ, Chúa. Ô là sa can vì vậy, Chúa ơi. Ô nguyện tất thảy những cái sự mà còn là ra yếu đuối chúng con, tất cả sự kiện nan để nhu cầu chúng con, Chúa ạ. Thì chúng con bởi sự khôn ngoan, sức mạnh quyền phép của ngài mà chúng con biến nó trở thành hệ thống giá trị của mình, biến nó trở thành giá trị không thể thiếu được của mình, Chúa ạ. Biến nó trở thành cái vết thương, vết sẹo Odasaka của Đấng Christ trên mình, Chúa ạ. Sakanabalujuruk, và nhờ cái vết sẹo đó, nhờ vết thương đó, Chúa ạ, mà chúng con khẳng định đức tin ô cho nhiều người khác, Chúa ạ. Odasakanabalujuruk, chúng con khoe mình sự yếu đuối, Chúa ạ. Như Chúa nói rồi, chúng con khoe mình trong sự hoạn nạn, khoe mình trong sự yếu đuối, và chúng con khoe mình ô về chúng con nan đề, khoe mình chốn nhu cầu ô ra sao, và chúng con khoe mình không như thế gian, ô khoe mình để kè lẻ, khoe mình để nhờ người khác rủ lòng thương, ô khoe mình để được thương hại, nhưng chốn khoe mình ô để bày tỏ ra cái sự quyền phép của ngài, cho khoe mình để nhìn thấy ô ra sao cả, để mà cho thời gian nhìn thấy rằng ô đã ra sức được chúng con nhỏ mọn bao nhiêu, khoe mình để chỉ ra rằng ô thế gian này nó vô ích, nó chẳng có cái gì cả, nó chẳng có thể xử lý được cái vấn đề nhu cầu nó hết, Chúa ạ. Ô khoe mình sự chết của mình, Chúa ạ. Ô đã ra vào điều đó, chúng con cũng đóng đinh con người cũ của mình nữa, Chúa ơi. Tất thể nam đề nhu cầu đó ngài gửi đến chúng con để nhắc nhở chúng con là phải diệt con người cũ, Chúa ạ, phải đóng đinh con người cũ đó ô cho chính bản thân mình, và chúng con giúp nhau để triệt hạ các con người cũ của nhau, Chúa ạ, cũng như triệt hạ con người Babylon là cái đứa ô con đại dâm phụ mà phải bị hủy diệt trong lửa thánh độ của ngài, Chúa ạ. Ô Rasaka và Chúa ơi, ô ngay giờ này chúng con tiếp tục đổ cái chén thánh độ của Chúa. Cảm ơn Chúa Thánh Linh đã nhắc nhở chúng con. Ô Rasaka, chúng con tiếp tục đổ cái chén thánh độ xoàng ba của ngài cái không ngừng nghỉ, Chúa ạ, trên các con gái của Babylon, Chúa ạ. Ô Rasaka, tất thảy những cái ô con gái nào ô Rasaka mà liên quan đến các nhu cầu ô của chúng con, Chúa ạ. Ô tất thảy các quỷ nào mà thông dâm với nó, ô ra mà liên quan các nhu cầu nan đề chúng con, vì tất thảy chúng con nhận thức rằng cái nhu cầu nan đề chúng con là cửa ngõ, một trong cửa ngõ là chúng con truy cập vào cái cơ nghiệp đồ sộ vĩ đại chúng con, Chúa ạ. Và cái nan đề nhu cầu đó là giá trị của chúng con, đó là hệ thống giá trị nâng niu trân trọng chúng con, chúng quý các nan đề đó, chúng quý các nhu cầu đó, Chúa ơi. Orasakarabe, và qua nan đề nhu cầu đó chúng con có cơ hội đập nát Babylon, Oras để hủy diệt Babylon, Chúa ạ. Chính các nan đề nhu cầu đó là ý của ngài ô để tìm thấy cái con đường ô để truy ra cái vết tích của kẻ địch, Chúa ạ, để trừng trị nó, Chúa ạ. Ô để đổ cái chén thánh nộ sáng ba ngày trên nó, Chúa ạ. Ô ra để lời Chúa ứng nghiệm rằng cái kẻ thù nghịch mà nó bởi một đường tiến đánh chúng con tới bảy đường chạy tán loạn trước mặt chúng con, Chúa, trong danh Chúa Giêsu, hallelujah. Ô ra để quả thật ngài Đức Giêsu vạn quân, quả thật là ngài luôn thắng, Chúa, và ngài thắng chúng con rồi, và ngài tập tay chúng con đánh giặc để tay chúng con vươn nổi cung đồng, Chúa, để nhấc chúng con lên nơi cao chúng con, khiến sừng chúng con ngấc cao lên, Chúa, cao tất cả các dân, cao các nước, cao tất cả vua, Chúa, trong danh Chúa Giêsu, hallelujah. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, ô ngợi khen Chúa thật nhiều. Shakadabarabarujusebrem, ô ngợi khen trai như dấu, ô cho yêu ngài nhiều lắm, Chúa ơi. Ô mà ô dâng vi hiển cho dâng cho ngài, trong danh Chúa Cha, Chúa Con, Đức Thánh Linh. Amen. 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 Tạ ơn Chúa. Cảm ơn anh chị em. Cảm ơn em Thủy. Lời Chúa. Cảm ơn. Amen. Chị. Cảm ơn chị. Chúa. Cảm ơn thầy. Chúa. Cảm ơn thầy. Thầy Chúa. Amen. Amen. Tối nay có học không một cơ? Hôm nay có học thì phải trường 6 giờ. Để tôi đi nhóm xong thì có việc thì cho phải 6 giờ. Tức là sao? Tức là 10 giờ đấy. Tức là 10 giờ bên Hoa Kỳ. Hay là 11 giờ Việt Nam. 11 giờ đêm ở Việt Nam. Wow. Thứ hai học không? Mai hơi bận. Mai nghỉ đi anh chị em hay học? Nghĩ đi, tại vì mai em chung với Hậu nọ đi lấy đồ nhiều việc không có. Vâng, anh chị em nghỉ ngơi. Thứ hai học đi Vân. Thứ hai ha, thứ mọi người học đấy. Thứ hai có đấy. Thứ hai lên núi hả? Tức là buổi sau này là đúng không? Sau này là cầu nguyện xong rồi hả? À, bây giờ này, cái buổi bây giờ đây này, tức là bây giờ là không nguyện. À, mấy tiếng nữa này, mấy tiếng nữa này, mấy tiếng nữa sáng dậy là anh chị em nghỉ đúng không ạ? Dạ. Được rồi, thế thì anh chị em nghỉ đi. Thế thì tôi thoải mái hơn, không phải vội vàng. Vâng. Công việc á, không có.
Chú ban phước cho anh chị em thêm sức anh chị dạ. em. Dạ. Anh nhận cho đời cho anh chị em đi quý nhá. Dạ vâng.